Song Long, Bái Vĩ, Đả Vi, Thiên Long, Đại La, Pháp Kiếm. Thầy ơi, thầy đã hứa chỉ cần tích lũy vạn lần là có thể trở thành cao thủ võ thuật, thật hay giả vậy, yên tâm đi, làm sao ta có thể lừa ngươi được chứ? Triệu Lần, chỉ cần một tia giao ước trời đất, ta đã ngộ đạo. Thôi đi, chẳng có ai cả. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ lấy tinh khí của tất cả sinh linh trên thế giới, làm nền tảng cho con đường tu hành của ta. Này này, sao hắn lại không sao? Tìm chết. Dì ơi, dì sao vậy? Bỗng nhiên tôi luyện vạn tầng, thật sự là vô địch rồi. Sư phụ ơi, mau qua đây giúp tay với, dì lạnh quá. Chú ba, chính là đây. Động thủ đi thôi, ôi ôi. Vậy coi như đã giải quyết được tai họa này rồi phải không? Sai rồi, đây chỉ mới coi như là đội hình. Nhìn gì nhìn? Nhìn nữa tao cắm chết tụi bay. Đem tên gọi là Diệp Lăng Phong kia ra đây cho tao. Các người tìm tôi làm gì? Các người là ai? Ta là Diệp Lăng Phong. Ha ha ha. Đây là chị gái ta, Âu Dương Ngạo Tuyết. Hôn ước giữa ta và ngươi, bắt đầu từ hôm nay, hủy bỏ. Nếu đã là Âu Dương Ngạo Tuyết, cô ta muốn hủy hôn, sao không tự mình đến? Ngươi, một kẻ phế vật luyện võ, cũng dám để chị gái ta đích thân đến đây. Này Chu Ngọc Mẫn, ngươi quá coi thường đồ đệ của ta rồi. Nơi đây không có chỗ cho một kẻ ngốc nghếch như ngươi lên tiếng. Cầm miệng, ta đang nói ngươi. Đồ ngốc nghếch, ngươi thật quá đáng. Mặc dù thúc bá của ta không ngốc, thúc phụ cũng không dơ bẩn, thúc tam cũng không lùn, nhưng cũng không nên nói quá trắng toát như vậy. Nói chuyện lịch sự một chút, bọn tạp nham. Thêm cả mày, thằng quê mùa, vẫn muốn lịch sự ư? Thật là mất mặt cho các ngươi, lấn lướt quá đáng. Tao lấn lướt các ngươi thì sao? Cho dù bây giờ tao giết chết các ngươi thì sao chứ? Hoàng tử cũng không dễ bắt nạt. Là do tao không muốn cầm dao, vẫn còn dám lơ lửng. Một đao gì chứ? Chỉ bằng mày thôi. Hừm, mẹ ơi. Đủ rồi, ít nói thôi, hôm nay hủy hôn. Mày phải đồng ý, dù muốn hay không, không đồng ý cũng phải đồng ý. Ngươi muốn ta chết à? Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Sao ta lại nhớ ra hôn nhân này? Là do những người phụ nữ ta liên tiếp gặp gỡ, gia đình Âu Dương cầu cứu. Lúc đó nhà ngươi, họ Diệp đang ở đỉnh cao, vì vậy nên đính hôn. Giờ đây, ngoại trừ ngươi, tất cả mọi người trong nhà ngươi đều đã chết. Chỉ còn lại ngươi, một con chó săn bại vong, cũng dám mơ ước cao em gái nhà ta. Âu Dương Ngạo Tuyết, đệ tử nhà ta đã sớm bước vào đỉnh Kim Đan, sẽ sớm bước vào cảnh giới thần, và sẽ tỏa sáng trong đại hội võ đạo số 1 thiên hạ, lấn át tất cả mọi người. Ta khuyên ngươi, một kẻ mặt mày nhỏ nhem, nên tự biết thân phận. Hơn nữa, chị gái ta còn có quan hệ tình cảm với thiếu chủ điện Ngũ Hoàng Nam Cung Sơn. Mày không xứng với chị tao, càng không xứng với anh rể tao, vậy nên hãy chấp nhận số phận. Hủy hôn. Diệp Lăng Phong, mày đội nón xanh rồi. Ừ, đúng là nhà họ Âu Dương các người coi trọng tiền bạc, thấy nhà họ Diệp chúng tôi suy yếu rồi, nên bây giờ nhân cơ hội này sỉ nhục chúng tôi. Tuy nhiên, một thằng đàn ông ngu ngốc như tôi, mặc dù tôi phải thành toàn cho các người, hừng, cũng coi như hắn thức thời. Về nói với Âu Dương cút đi. Ta không hủy hôn, bắt đầu từ hôm nay, tao, Diệp Lăng Phong, đại diện cho toàn bộ nhà họ Diệp chính thức ly hôn hắn. Ha 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 ha. Mày là cái thá gì? Mày còn dám hung hăng với chị tao, tao nghĩ mày muốn chết. Đi tìm đèn trong hố xí, này các người rốt cuộc có đánh nhau nữa hay không vậy? Thôi được rồi, ta về cày ruộng đây. Giấy ly hôn cho các ngươi. Nếu nhà Âu Dương các ngươi chết tiệt.
Tam thúc ổn không hả? Người đâu? Tam thúc không sao chứ? Diệp Vân Phong, mày láo gan quá. Mày dám động thủ với Tam thúc tao? Ta không làm gì cả. Là do Tam thúc ngươi tự bay đi, mọi người đều có thể làm chứng, ta cũng có thể làm chứng cho mọi người. Tam thúc. Không sao, đây là núi rừng sâu thẳm. Chắc chắn có cao thủ ẩn giật ở đây. Chúng ta bắt tay nhau rồi rút lui trước. Ha. Lần này tệ rồi. Vợ đã có rồi, sợ gì Hạo Tuần. Tìm vợ khác, nhưng đây là nơi hoang vắng, lên đâu tìm vợ đây. Ha ha ha. Nhìn gì, mới không thèm hắn. Thôi, chẳng có vợ thì sao chứ, chỉ cần có các sư phụ là đủ, này đồ đệ. Cái gọi là lời phàm tục, thật là vi diệu, lời phàm tục nào chứ, rối loạn thế. Vợ lại không phải là củ cải trồng trong đất, có là có. Trừ phi trời rơi xuống vợ cho, vợ ơi ôi, à. Nói đi. Vợ yêu. Ai là vợ yêu của anh? Đúng là vợ yêu của ta mà. He he, thay đồ mà cũng đẹp xuất sắc thế này. Ha ha ha, vậy là mọi chuyện như vậy. Rõ ràng là em tự bay đến nhà anh mà. Đây là nhà anh ư? Vậy anh có biết Thánh Y Áo Vàng không? Biết chứ, hắn là sư phụ thứ hai của ta. Nhóc con này, cái vẻ mặt không tin tưởng của em là có ý gì hả? Ừm. Hậu bối Tô Linh Nhi, kính mong tiền bối xuất sơn cứu ông nội con. Nàng này và đồ đệ của ta có vẻ hợp nhau đấy. Ừm. Mặc dù thằng này hơi cận thị, nhưng con người ta nhìn vào đâu chứ? Đồ đệ của chúng ta đúng là con ruột. Xin thầy hãy xuống núi cứu ông nội con, cứu ông nội con. Ôi các thầy ơi, dù sao các thầy cũng rảnh rỗi cả ngày trên núi. Vậy thì xuống núi giúp đỡ một tay đi, cứu người thì được. Nhưng, con cũng phải đi. Đi, con không đi. Con đã chuẩn bị sẵn cho thầy rồi. Và nhân tiện xuống núi thay quần áo, lần này xuống núi, con không chỉ cần cứu mạng ông nội của vợ mình, mà còn phải giúp chúng ta tìm một món đồ quý. Ôi, này, thầy ơi, các thầy nghèo đến mức vài năm không thay quần lót rồi. Lấy đâu ra món đồ quý? Ha, ngươi xuống núi rồi tự nhiên sẽ biết thôi. Ngươi không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Diệp năm xưa? Xuống núi đi, đến đại hội võ đạo số 1 thiên hạ, ở đó sẽ có câu trả lời. Con có thể tham gia đại hội vũ đạo số 1 thiên hạ sao? Đương nhiên rồi, không vấn đề gì. Con phải tin tưởng vào bản thân mình. Bên trong cái túi này có tất cả mọi thứ, và còn một thẻ ngân hàng nữa, có thể quẹt thoải mái luôn hả? Tên này nghiện vợ quá rồi nhỉ? Xuống núi kiểu này có khi bị đánh chết ngay lập tức ấy chứ? Có đáng tin cậy không? À, hoàn toàn đáng tin cậy. Đồ đệ ơi, ta có một bí mật huyền bí. Viên thuốc càn khôn sinh cơ, uống một viên là đảm bảo hiệu quả. Nhìn khắp Trung Hoa, cũng chỉ có viên ngọc này thôi. Viên ngọc này có thể cứu được người ta không? Nếu không được, cũng đành chịu. Sinh tử có mệnh, phú quý do trời. Cưỡng cầu không được. Ngay cả thần dược của ta cũng không cứu được. Hắn chỉ còn đường về với tổ tiên thôi. Cái gì? Còn tôi thì sao? Bọn lang băm các ngươi không biết gì về y thuật. Đối với ta, loại bệnh này chỉ là chuyện nhỏ. Hãy nhìn ta cứu mạng hắn, 3.000 viên thuốc là sẽ khỏi. Cái thứ gì vậy? Với loại người hèn hạ như ngươi, dù không chết cũng bị ngươi hại chết hừng. Ôi, xin lư thần y mau mau ra tay cứu giúp. Chỉ cần ngài có thể cứu được mạng của gia chủ nhà Tô chúng tôi, ta, Âu Dương Thế Tử, sẽ có thể cưới Tô Linh Nhi. Từ đó bước lên đỉnh cao cuộc đời. Khi đó hai nhà chúng ta liên minh, chắc chắn sẽ hậu tạ hậu hĩnh. Hậu tạ gì chứ? Lấy y thuật cứu người, chữa bệnh cứu người là việc ta, Lưu Mỗ, nên làm. Ngươi nhìn kìa, mùa xuân thứ hai của ngươi đã đến rồi, đúng là thần kỳ. Hay là ông gia chỉ hồi quang phản chiếu thôi? Nói bậy, ngươi dám nghi ngờ y thuật của ta à? Đúng vậy, hiện giờ mặt mũi ông gia hồng hào. Đây là dấu hiệu bệnh tình thuyên giảm. Này ông gia, ôi chao ông gia ơi. Nam thần y sao thế này? Không biết,
đã bảo các ngươi rồi. Chỉ cần một viên thuốc là khỏi, sao các ngươi lại không tin? Suýt hỏng việc rồi ôi, sợ chết khiếp, còn tưởng thật là cứu hỏa chứ. Ôi cha ơi, cha ơi cha. Đã đến lúc rồi. Chôn đi. Hạ táng. Ông nội ơi. Ông nội. Linh Nhi đừng quá đau buồn. Chẳng qua là ông nội mất thôi mà, làm sao ông nội có thể chết được. Ai, nhanh cứu ông nội tôi. Ông nội đừng vội, tôi sẽ cứu. Ừm. Không ngờ tên hèn mọn như ngươi lại dám xuống núi. Này anh lớn, thật trùng hợp nha, sao anh lại ngồi xe lăn thế? Con dao này cắm sau lưng không vướng anh à? Việc của anh tự lo. Á, có bản lĩnh thì đừng trốn nữa, nói cho anh biết, hôm đó trên núi nếu không có cao nhân như anh bảo vệ, em đã toi mạng từ lâu rồi. Người ta không thể thô lỗ như vậy được. Làm ơn đừng nói bậy nữa được không? Cứu ông nội con đi mà. Đừng. Em đừng vội chứ. Tiểu Vũ à, em không biết đâu, thực ra thằng nhóc thối này chỉ là một nông dân trồng trọt trên núi mà thôi. Nên khuyên nhủ tiểu thư nhà họ Tô, đừng để cô ấy bị lừa. Nửa ngày trời rồi mà hóa ra chỉ là một thằng nhà quê trồng trọt thì sao chứ. Kể cả người nông dân cũng khỏe hơn ngươi. Bị suy thận, ngươi mới là người suy thận, cả nhà ngươi đều suy thận. Uống nhiều trà khỉ tử như vậy mà còn bảo không suy thận. Tìm thấy bí kíp truyền thuyết, phiên bản nâng cấp càn khôn. Ta hành nghề y đã mấy chục năm, chưa từng thấy loại thuốc nào như vậy. Hắn đã nói có thể chữa, vậy thì để hắn chữa. Mà nếu không chữa được, ta sẽ lấy mạng ngươi. Sao ngươi lúc nào cũng muốn lấy mạng ta vậy? Sao ngươi ngu ngốc thế? Ta thề sẽ không bao giờ lừa dối ngươi. Thôi được rồi, cứ coi như chết là sống, bỏ mặc thôi. Rỗng tuếch. Ha ha ha, đến nước này rồi. Mày còn ở đó giả vờ à? Tao thấy mày chỉ đến đây để phá rối thôi. Đã đến lúc hắn không thể chữa trị nữa rồi. Hay là cho hắn đi chết luôn đi, lừa bịp, chết không đáng tiếc. Tao nghĩ hắn ta hợp nhất để chôn cùng Tô lão gia nhất. Ừ, đúng vậy. Ông nội, hôm nay không có cách nào sao hả ông nội ơi? Vợ yêu đừng lo, chắc chắn sẽ có cách thôi, làm bậy làm trái pháp luật. Mày cũng không nhìn xem đây là nơi nào, kẻ lừa đảo giang hồ, như mày mà cũng dám lừa đến đây à? Ai nói tao là lừa đảo giang hồ? Mày làm sao chứng minh được mình không phải lừa đảo hả hừm? Bảy loại viên thuốc kỳ diệu nhất thiên hạ nhìn sâu vào mắt. Sau khi tinh chế, trải qua 10 năm lên men, kết hợp với tinh chất đỉnh đầu chim hạc, trên thế giới chỉ có 2 viên, cả hai chúng ta cùng uống, ai còn sống, ai mới không phải kẻ lừa đảo. Không ăn kẹo à? Này nhóc, mày đã bảo là kẹo, vậy thì mày ăn đi, mày tưởng tao không dám à? Mày mới ăn đi, được rồi, ăn thì ăn. Ha 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 ha. Để nó ăn. Nó vậy mà ăn thật rồi. Đó là kết cục của kẻ lừa đảo, lưu tự chuốc lấy. Đáng đời, tao thấy mày chẳng ra gì cả. Chết rồi hả ha ha ha. Còn ngớ ra đó làm gì, mau chôn hắn đi. Chôn ư? Buông ông nội tôi ra. Á, á. Ông nội. Khốn nạn. Linh Nhi, em yên tâm, ông nội em không sao, ta sẽ chăm sóc em như ông nội vẫn làm. Mấy tên khốn nạn, cút ra khỏi đây cho tao. Thế này cũng không tệ, diễn xuất hoàn hảo. Màn thứ 3 của ta bắt đầu rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Không sao rồi. Dưới đây còn một viên nữa. Ông nội Tô khỏi bệnh hoàn toàn, sống thêm ít nhất 5 ha ha ha. Thật ạ, ông nội bây giờ ông cảm thấy thế nào? Bây giờ ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ai là cao nhân đã cứu ta vậy? Là cháu mang thần y Liễu đến cứu ông nội. Mặc dù ta không muốn thừa nhận,
nhưng ta cũng phải thừa nhận rằng chính ta là người đã cứu ông. Lục thần y quả nhiên nổi tiếng khắp nơi. Thần y số một quả là danh bất hư truyền. Hồ ngôn loạn ngữ chỉ là kẻ bán thuốc giả. Mày dám nói tao bán thuốc giả? Viên thuốc nhìn sâu vào mắt của tao là độc dược số một thiên hạ. Bánh độc gan của tao ngoài độc tính mạnh liệt, và còn rất ngon nữa. Phỉ phui, chỉ có nó mới xứng đáng là độc dược số một thiên hạ. Mày dám ăn không? Mày dám ăn không? Mày dám ăn không? Mày dám ăn không? Dám ăn thì ăn đi, đồ hèn nhát. Thôi chờ đã, tao nghĩ hai đứa mày nên thi xem ai ăn được. Đúng vậy, đúng vậy. Không uống nữa. Làm gì vậy? Tao bị lừa rồi. Ai là thằng trong ảnh vậy? Mày vẫn còn sống à? Cái gì không thể nào? Chàng trai trẻ, chính là ngươi đã cứu ta. Tôi không làm gì cả. Chàng trai trẻ không cần phải thị uy. Nếu như cả hai chúng ta đều leo lên cùng một quan tài, vậy thì ta nghĩ chính là ngươi đã cứu ta. Có thể cho ta biết tên ngươi là gì không? À, ta tên Nhạc Lập Phong. Tốt, Nhạc Dì Phong, ta tuyên bố gả con gái Linh Nhi của ta cho ngươi. Không được, ta phản đối việc kết hôn. Không có điều kiện, ai mà ở đây không muốn kết hôn với ta? Nhìn kìa, ta già rồi, ở đây lâu quá, ta không còn minh mẫn nữa, ngươi có ý gì? Nêu điều kiện của ngươi đi, trước khi xuống núi, ta đã dặn dò ngươi. Thứ nhất là cứu ngươi. Thứ hai là rửa nhục cho ta, thứ ba là tìm kiếm bảo vật. Dễ thôi, ngày mai ta sẽ tổ chức một buổi họp lớn, giữa nhà Tô và tập đoàn Tàn Quân tại trang viên hoàng gia. Lúc đó ta sẽ truyền dạy cho ngươi hai chiêu thức. Chú ơi! Cảm ơn chú ạ, trời đã tối rồi. Tối nay con ở lại nhà họ Tô với chúng ta nhé, cùng với cháu gái của ta. Được thôi, các con trẻ, ta không xen vào nữa. Ta sẽ tận hưởng mùa xuân đầu tiên thật trọn vẹn. Ha 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 ha. Này, anh đợi em ở đây nhé, em đi báo cáo với ông nội đã. Ừ, được thôi. Này, mày là ai, mày dám vào nhà họ Tô làm gì? Thằng nghèo nàn kia, còn không mau cút đi. Hắn là ân nhân cứu mạng của cha mày. Thằng gì vậy? Bạn bảo tao nói tên tao cho tụi mày biết. Cái kim to thế này mà không nhìn ra à? Bác sĩ ơi, hóa ra mày là cái thằng mà hay đến ký túc xá bọn tao ăn bám hả phỉ? Tuổi trẻ không lo phấn đấu, chỉ biết ăn bám, hết cách rồi, đói chết mà. Vậy cho phép hỏi hai vị đây, hai vị là ai? Ta là đại bá của Ninh Nhi. À, Ninh Nhi cười. À, ta hiểu rồi. Ông là bố của Linh Nhi, không phải mẹ của Linh Nhi. Hai người không đến dự tang lễ của ông nội Tô. Bây giờ ở đây làm gì? Ăn bám nhà họ Tô, còn chửi người nhà họ Tô. Cút ngay ra đây cho tao. Là tao đưa nó đến đây, và còn cứu ông nội. Có ta ở đây, xem ai dám đuổi hắn đi. Có thể hắn ta chỉ vô tình lạc vào đây thôi. Linh Nhi, chúng ta đều mang họ Tô, chúng ta là một nhà. Khi ta chết, ta không thấy ngươi mang họ Tô. Giờ ta sống lại, ngươi lại nhớ ra mình mang họ Tô rồi. Giờ ta sống lại, ngươi lại nhớ ra mình mang họ Tô rồi. Cha ơi, cha nghe nói cha đã khỏe lại. Con đặc biệt mang đến cho cha viên ngọc bích đến vương ngọc quý giá mà con đã cất giữ bấy lâu nay. Cha ơi, còn nữa. Ừm, con đã đặc biệt chuẩn bị trà đại hồng bò thượng hạng. Hừm, bây giờ mới nghĩ đến chuyện mang quả cáp đến cho ta ư? Lúc ta tổ chức tang lễ, sao các ngươi không nghĩ đến việc tiễn đưa ta? Ai cũng có việc riêng của mình mà. Ai cũng có việc riêng. Vậy thì bây giờ hãy về lo chuyện của ngươi đi. Ta tuyên bố tất cả tài sản của nhà họ Tô sau này sẽ do con rể tương lai của ta toàn quyền quản lý. Bố gì gì? Bố cho ai vậy? Bố điên rồi à? Bố ơi, lúc đó con không đến vì con bị ốm. Con sao thế, con sao thế? Già rồi, thôi. Mày muốn chết hả? Tiêm một mũi là khỏi. Chú lão Lưu đã tiêm cho mày một mũi. Còn đứng đây làm gì? Cút ra ngoài cho tao. Này 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 này, Lý Nhi, con yêu thằng gì gì họ Diệp kìa. Hôm nay không được đi đâu hết. Này, về nhà thôi.
đây là phòng của tôi. Đúng rồi, mai còn phải tham dự buổi họp ở trang viên Kim Hoàng, có hơi nguy hiểm. Còn nữa, không ngờ thằng nhóc này cũng khá ngây thơ. Này này, lấy đồ cứu thương ra đây. Ông nói cái này hả? Cái này cũng được. Vào đi. Này này này, rốt cuộc là cái gì vậy? Nhẹ nhàng nào. Cái quốc hà. Cái quốc hà. Là một nông dân thì có quốc để cày ruộng là chuyện bình thường. Này chán quá, xem tivi một tí cũng bình thường mà. Còn cái này nữa, cái này nữa, cái này nữa, cái này nữa. Ôi, thôi thôi thôi, tôi xin thua, tôi phục rồi. Hãy chuyển lại cho đời sau. Anh ơi, cái này của anh, tôi không cần, không cần, không cần, tuyệt vời tuyệt vời. Anh này, chuyện gì vậy, vợ ơi? Lúc nãy anh trai nói sẽ chuyển lại cái này cho anh, để anh làm bảo vệ, em xem này. Em có thể vào rồi. Cái gì đây vậy? Nhanh lên đi. Em đi đi. À, đi đi, đi đi. Ôi chao. Á. Thằng ngốc nào đã đặt nhiều thứ thế này ở cửa vậy, bỏ qua đi. Vợ ơi, nơi đây quá sang trọng nhỉ. Em xem này. Ai cho phép loại thấp hèn như vậy xuất hiện ở đây, mau đuổi hắn ta ra ngoài đi. Ai bảo ngươi đuổi ai ra ngoài? Linh Nhi, thằng nhóc này là lừa đảo, để các ngươi đền bù cho nó. Việc đó cũng chẳng liên quan gì đến cái thằng thận hư như ngươi. Ta không hề thận hư. Này ta bảo này, đừng có nói về những chuyện của người già. Giờ giới trẻ ai cũng vậy, ta có một bài thuốc bí truyền, bán cho ngươi giá bạn bè, cút đi. Thứ vớ vẩn gì vậy? Thằng danh con, đã dám ném lưới bắt tiểu thư vàng ngọc nhà họ Âu Dương. Lần trước ngươi ngồi xe lăn, lần này biến thành xác ướp, ngươi tiến hóa rồi à? Câm miệng. Mày bớt nói xéo sắt. Ta nói cho mày biết, dù lão phu có tin hay không tin, ta cũng có thể giết mày bất cứ lúc nào. Phải xem nhà họ Tô ta có đồng ý hay không. Tô Linh Nhi, con nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ con thực sự muốn vì người này mà trở thành kẻ thù của nhà họ Âu Dương ta sao? Tô Linh Nhi, nhân sâm ngàn năm này có thể kéo dài tuổi thọ thêm năm. Chỉ cần con gả cho Âu Dương Vũ, nhà họ Âu Dương ta sẽ đưa nhân sâm này cho con. Đúng vậy, con muốn thằng nhóc này hay muốn mạng ông nội? Chọn đi. Đừng lo cho ông. Ông nội con đã già rồi, sống đủ rồi, con hãy đi theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, không thể nói vậy được. Nếu có thể liên hôn với nhà họ Âu Dương, thì quả là chúng ta liên thủ. Anh. Chứ vì một người con dâu, mà bỏ mặc mạng ông nội sao? Này, anh đang làm gì vậy? Anh còn muốn cướp người sao? Không, không có hiểu lầm gì đâu. Cái gì mà nhân sâm vương các người nói ấy, hình như còn chẳng bằng củ cải nhà tôi trồng. Tôi cũng là vua trứng muối. Ôi thôi thôi đừng thế, thật là ngu xuẩn. Đã dám lấy thiên kim vạn tỷ của Dương gia so sánh với củ cải, ngươi thử đi tìm xem có củ cải nào to lớn như vậy không. Giết chết ngươi, các ngươi không tin à? Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho người mang đến ngay. Cho tôi mượn điện thoại một chút. Cái này. Này, sư phụ, con là Diệp Lăng Phong. Người có thể nhanh chóng gửi cho con một ít củ cải tôi trồng trong ruộng được không? Đúng vậy, ha ha ha. Được rồi, yên tâm, có rất nhiều. Tôi sẽ cử người mang đến cho anh ngay bây giờ. Này, anh đang làm gì vậy? Tôi vừa bốc được bài.
Này, tạm dừng ván bài, tạm dừng ván bài. Đồ đệ yêu quý của tôi, hãy mang củ cải ở ruộng đến cho anh ấy. Ai sẽ đi? Tôi không đi. Toàn thân tôi hôi hám, nếu tôi đi, tôi sẽ phải vứt bỏ nó. Này, tôi đang livestream, trời ơi. Tôi không quay phim nữa. Này này, ha ha ha. Ôi chao, vậy tôi nghe máy. Này Tiểu Hồ, tư tưởng giác ngộ của cậu cũng cao nhỉ. À, mau đi đi, nhanh về nhé. Nhớ nhé, dọc đường tuyệt đối đừng gây chuyện nhé. Vâng, con nhất định sẽ ngoan ngoãn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nào 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 nào. Ha ha ha, thật ra cũng tìm được bạn rồi. Gọi điện thoại cho người ta mang đồ đến đây. Ha ha, hai thằng nhóc này nghĩ gì vậy? Đã dám lấy củ cải so sánh với thiên kim chủ nhân nhà chúng ta. Ha ha ha. Đừng có gây chuyện, cậu trồng củ cải làm sao có thể so sánh với thiên kim chủ nhân được. Yên tâm đi, không sao đâu. Chưa đâu nhé, vẫn ổn mà. Thằng này hài hước thật, mày tìm được thằng nào vậy? Một thằng ngốc. Nói dối như hát hay, toàn là lời nói dối. Cái gì? Tuyệt thế mỹ nhân. Quá xinh đẹp. Anh trai của linh hồn, củ cải anh yêu cầu đã đến rồi. Thật vậy, có người mang đồ đến rồi. Thì sao? Củ cải làm sao so sánh được với nhân sâm ngàn năm? Hắn ta có thể lấy ra thanh kiếm tốt nào của ta? Hay là theo người mang đồ kia, giết tất cả bọn chúng? Anh trai, mới đào từ ruộng lên đấy. Cảm ơn anh nhiều, em còn nhớ đường về nhà không? Ừ, ngoan, nhanh về nhà đi. Vâng ạ, vậy em xin về trước. Ừ. Thiếu gia không sao chứ? Khốn kiếp, sao lại không thể ngừng được? Sao lại không thể ngừng được? A, cô gái lúc nãy là ai vậy? Hai người quen nhau từ khi nào? À, không quen đâu, cô ta chỉ là một bà thím. Sau đó lúc anh đang đi dạo thì cô ta ngất xỉu, nên anh đã cứu cô ta. Thôi hai đứa đừng có liếc mắt đưa tình nữa. Có bản lĩnh thì lấy củ cải ra đây, cho mọi người mở rộng tầm mắt. Nào, nhanh lấy ra đi. Muốn mất mặt thì nhanh lên đi, để tao cho mọi người xem. Nhìn thằng ngốc mày xem nó giống con chó thế nào. Cáo cái gì, tao sẽ cho mày xem ngay bây giờ. Này, đây là sâm tuyết thượng hạng. Này, hóa ra là sâm tuyết huyền thoại. Nghe nói loại sâm này ngàn năm mới có một lần. Tao thấy thằng ngốc mày chắc là mua từ chợ xỉ về. Sâm tuyết thượng hạng vốn dĩ hiếm có, sao mày có nhiều thế? Tao đã nói với mày là tao tự trồng trong ruộng rồi mà. Mày chỉ là thằng chó tò mò thôi, làm sao mày trồng được nhiều sâm tuyết thượng hạng thế? Thằng đàn ông trung niên nóng nảy kia, đừng gọi tao là thằng chó tập luyện nữa được không? Vấn đề là ai quy định trong thời gian tập luyện không được trồng củ cải, chắc chắn là giả rồi. Ăn sâm sắt sẽ chết người. Tôi khẳng định đây chính là. Để ông nội thử. Cái gì mà phong nắm đấm? Ha ha ha. Giờ tôi cảm thấy như bị hoàng thượng giết vậy. Sao cậu nhát thế? Ít nhất tao cũng có thể điên năm. Ha ha ha. Kim tơ vàng của ta lại đến rồi. Ha ha ha. Ôi ôi, hóa ra đây là thật. Tớ cũng muốn có một cái búa. Tớ cũng muốn được sống năm. Trồng rau ngoài ruộng, trồng củ cải. Sao các người lại gọi nhân sâm quý giá như vậy là củ cải? Các người tại sao lại gọi loại nhân sâm quý giá này là củ cải? Ờ, đây chính là củ cải mà. Tôi ăn kèm cơm mỗi ngày, và tôi còn muối rất nhiều. Lúc đó nhất định sẽ... Được rồi. Hôm nay, trước sự chứng kiến của quý vị quan khách, tôi tuyên bố người con gái này sẽ trở thành em dâu tương lai của tôi. Không được tôi phản đối. Chúng tôi yêu nhau là đôi uyên ương. Liên quan gì đến anh, một tên bạn trai thận hư? Mày nói ai thận hư? Anh trai, đừng cố nữa, cố cũng mệt.
mày nói nữa. Nói nữa tao chém chết mày. Nhìn kìa, mày lại nữa rồi. Mày ngoài giết chóc ra thì còn biết làm gì nữa. Tô Linh à, cuối cùng ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Hoặc là gả cho Âu Dương. Hai nhà ta liên hôn, ta bảo đảm nhà họ Su các ngươi đời đời bình yên. Hoặc là trở thành kẻ thù của nhà họ Âu Dương ta. Sẽ không bao giờ thấy được mặt trời ngày mai, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhà họ Âu Dương các ngươi phải xin lỗi Diệp Lăng Phong. Nếu không, nhà họ Tô chúng ta sẽ dốc toàn lực đánh vào trung tâm thương mại này. Mọi thứ của nhà họ Âu Dương các ngươi. Ông Tô, một mình ông ta đã có thể đại diện cho ý chí của nhà họ Tô sao? Cháu gái tôi thích ai? Là ông nội, tôi có thể toàn lực ủng hộ. Thái độ của con bé đại diện cho tôi, đại diện cho toàn bộ nhà họ Tô chúng ta. Tin tôi đi, toàn lực sẽ bị đàn áp. Với thực lực hiện tại, Âu Dương Giang các ngươi không thể chống đỡ được. Đúng vậy, hiện giờ đã ký kết hợp đồng hợp tác sâu rộng với tập đoàn Hắc Kỳ, như hổ mọc thêm cánh. Chuyện này vẫn còn có cơ hội xoay chuyển. Chỉ cần chúng ta bây giờ tiêu diệt toàn bộ nhà họ Tô thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Ha ha ha, ngươi là một kẻ trung niên nóng tính, sao lại giống con heo trong chợ thịt như vậy, ngày nào cũng chỉ biết giết giết giết, trong đầu ngươi còn có cái gì khác không? Hừ, nhà họ Âu Dương ta chỉ cần một cái nhấc tay là có thể tiêu diệt toàn bộ nhà họ Tô, nhưng không cần thiết phải làm vậy. Ta đã cho ngươi cơ hội để lựa chọn, nhưng ngươi không biết trân trọng. Nếu đã như vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Alo, cưng ơi, anh ở đâu rồi? Có người bắt nạt em. Mau vào đây, ôi. Lại dám bắt nạt bảo bối Âu Dương của ta à? Ai dám bắt nạt tiểu bảo bối Âu Dương của ta? Đây là tổng giám đốc tập đoàn Hắc Tâm, tên gì Hải Nhì? Nghe nói hắn ta là đồ đệ của đệ tử, người sáng lập tập đoàn Hắc Kim. Là đồ đệ của đệ tử của Hắc Kim Tài Hoàng. Hắn ta chính là chắt ruột đích tôn của Hắc Kim Tài Hoàng. À, em yêu, anh đến rồi đây. Chính là bọn chúng, nhà họ Âu Dương chúng ta, còn dám động tay động chân vào người ta nữa, ôi ôi ôi. Yên tâm đi, có A Tiền ở đây. Tiền tiên sinh đại nhân, xin lỗi đã vì đã tiếp đón không chu đáo. Còn nghe nói cái lão giả thối tha này đã được chôn cất rồi. Ha ha ha, thế mà vẫn sống sờ sờ như này. Hôm nay trông khí sắc không tệ nhé. Hóa ra là chưa chết à? Nhờ ơn ông đấy. Giờ chúng ta có thể ký hợp đồng rồi chứ? Ha ha ha. Ký hợp đồng với lão giả sắp đi về chầu Diêm Vương như ông sao? Nói cho ông biết sự thật nhé. Tôi đến đây hôm nay chỉ vì một việc duy nhất. Đó là tuyên bố quyết định chính thức của tập đoàn Hắc Kim. Quyết định gì cơ? Tôi, Tần Vọng Hải, đại diện cho tập đoàn Hắc Kim, chính thức tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp tác sâu rộng với nhà họ Tô, chuyển sang hợp tác sâu rộng hơn với nhà họ Âu Dương. Sao lại thế được? Sao lại như vậy? Giám đốc Phạm, tại sao vậy? Còn cần hỏi tại sao nữa à? Thứ nhất, tôi và tiểu thư Nhược Vũ tâm đầu ý hợp, yêu nhau say đắm. Thứ hai, Âu Dương Oanh Tuyết giờ đã ở cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, lại có thiếu chủ Nam Cung Sơn của Điện Vũ Hoàng chống lưng. Ông chống lại y là muốn chết sớm hơn à? Chúng ta đã nói chuyện với nhau mà. Từ giờ phút này, thỏa thuận coi như hủy bỏ. Nhà họ Tô các ngươi, chẳng lẽ muốn gây khó dễ cho Hắc Kim tài đoàn ta sao? Ngươi dám hả? Ngươi dám à? Ơ, này các người ăn hiếp người khác quá đáng rồi. Ta đây chính là ý thế ăn hiếp người khác. Ngươi có thể làm gì ta? Này, gì vậy? Cái gì? Linh Nhi làm sao vậy? Thương vụ yêu cầu thanh toán trước hạn, ngân hàng cũng không có cách trả, và có một công ty muốn tranh giành dự án hợp tác với tập đoàn Tô Thị. Trời ơi, lẽ nào Tô gia sắp vong rồi? Cái thằng nhóc này đúng là tai họa. Ngươi chỉ lo mang họa đến cho cả nhà họ Tô, sẽ phải đi ăn xin ngoài đường sao? Xin lỗi ông nội ạ, có vẻ như đúng là con đã kéo chết ông rồi. Con nói bậy gì vậy? Yên tâm đi, cho dù nhà họ Tô sụp đổ, ông vẫn còn chút tiền tiết kiệm, cũng đủ cho con và Linh Nhi sống qua ngày. Ta chỉ mong con đừng phụ bạc con bé.
gia đình Lâm Lập Phong có thể như ngày hôm nay đều là nhờ ủng hộ ông. Ông đồ vô dụng, tồi tệ, lúc đầu đã nên chết trên núi. Linh Nhi, Tứ Gia, bây giờ hai người có thiếu tiền không? Bà tôi đã cho tôi một thẻ ngân hàng, trong thẻ chắc chắn còn tiền để dành cho trường hợp khẩn cấp, cái này nhất định có thể giúp được hai người. Ha 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 ha. Ông có bị ngớ ngẩn không vậy? Nợ nần chồng chất thế kia. Ông đến một tấm thẻ rách cũng không địch bằng. Thật là đại ngôn không biết xấu hổ. Ta thấy thằng nhóc ngươi đầu óc có vấn đề. Nếu lão phu đây mà giết ngươi ngay bây giờ thì ngươi đúng là đồ ngu xuẩn. Cho dù nhà họ Tô bán đi tất cả công ty, rồi bán cả phần mộ tổ tiên, cũng không thể bù đắp được khoản lỗ này. Chỉ vì một tấm thẻ còn con, nó có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền chứ hả? Ơn Diệp Lăng Phong, em biết anh muốn giúp em, nhưng lần này thôi. Này, anh đã tìm thấy rồi mà, không thử sao được, đủ rồi, tao đã bảo là thôi rồi mà hỡi. Thẻ Kim Long Vương. Này, thẻ Kim Long Vương. Thẻ Hắc Kim Long Vương là gì? Hừ, ta nghĩ là mày mua đồ giả ở chợ về đây. Thật lố bịch. Theo ta biết, trên đời này chỉ còn duy nhất một chiếc thẻ Hắc Kim Long Vương. Hơn nữa, người sở hữu thẻ này chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh cao của sự giàu có trên thế giới. Thực ra loại nông dân cày quốc này cũng có thể mơ ước. Ai nhìn thấy thẻ này sẽ dần trở thành hoàng đế tay cầm của Hắc Kim. Đây chính là bằng chứng của hoàng đế tay cầm Hắc Kim. Nói cách khác, ai có thẻ này chính là hoàng đế tay cầm. Không thể nào, hắn chỉ là một kẻ lừa đảo mê tín dị đoan. Hắn chỉ là một con chó nhà đã sa sút. Vậy nên, thẻ Hắc Kim Long Vương của hắn sao có thể là thật được? Giả nhất định là giả. Các người đúng là cùng một ruột, chẳng ra hồn ra vía gì cả. Chửi người mà cũng dùng đến biển số xe à? Đây là thật sao? Thật hay giả thử một cái là biết ngay. Tôi nghĩ thôi bỏ đi cho xong. Kẻ hề, lăng xăng trước mặt các đại gia. Nếu hắn ta mà bắt được ta, ta sẽ biểu diễn món nấu chính mình trong nồi gang, ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Ha ha ha, bắt được mấy tên, ta cũng không biết, tùy duyên thôi. Uống rượu trên đường à? Không nghe rõ lắm. Trời ơi, hóa ra là thật. Không thể nào, cái gì, lấy đâu ra nhiều tiền thế? Phải tiêu diệt hắn ta, hóa ra là thật rồi. Khủng hoảng của nhà họ Tô ta đã hoàn toàn được giải quyết. Bố, ông nội, con không biết là ông là người của hoàng thượng, là do con có mắt mà không nhìn thấy. Nếu ông có việc gì sai bảo, con xin được tận trung tận nghĩa, con nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ông. Ôi chao, thật là ôi chao, Diệp Lâm Phong, không ngờ thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh. Vậy nhà các người đã giải quyết được khủng hoảng rồi, vậy thì cái thẻ này cũng chẳng có gì quan trọng. Ô ô, đây là Tài Hoàng Đại Nhân đang cảnh cáo tôi. Trước đây tôi giúp nhà Âu Dương đối đãi Tô gia, khiến Tài Hoàng Đại Nhân không vui, cho nên tôi đã hiểu ra rồi. Thái Hậu Đại Nhân, tôi còn chẳng nói chuyện gì với ông. Ông hiểu ra cái gì? Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi, tập đoàn Hắc Kim sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn với nhà họ Tô. Cái gì cơ? Đồng thời cắt đứt mọi dự án hợp tác với nhà họ Âu Dương, và sẽ không tiếc sức lực cản trở nhà họ Âu Dương. Tập đoàn Hắc Kim liên minh với nhà họ Tôn của tôi để đối phó Âu Dương gia. Vậy nhà họ Âu Dương xong đời rồi. Thằng nào vậy? Tên Tiêu Dực bay lên trời rồi kìa. Đương nhiên rồi. Ha ha ha. Nhanh lên, đi đi, giám đốc Tiền. Vậy những lời thề non hẹn biển của chúng ta, phụ nữ chỉ khiến ta kiếm tiền chậm lại thôi. Ôi ôi ôi, anh chàng trẻ kia, ông đã hài lòng chưa? Tại sao ta phải hài lòng? Không phải chuyện đó, chuyện đó có liên quan gì đến ta? Tại sao ngươi hỏi ta có hài lòng hay không? Sao vậy? Đứng lại, sao thế? Ta muốn hạ ngươi. Mặt ta nứt ra rồi, sắp phá sản rồi. Muốn, sẽ phá sản rồi. Ông nói gì cơ? Tất cả đều do tên thôn dã này gây ra, phải tiêu diệt hắn. Này ông già trung niên kia, chân ông què à? Hay là điếc? Hay là mù? Rõ ràng là tên quản lý cũ này, hắn ta luôn muốn nhắm vào nhà họ Âu Dương các ông. Liên quan gì đến tôi? Sao ông cứ bám theo tôi không tha vậy? Này, ông nói gì đi chứ? Giúp tôi giải thích một chút đi. Hửm, đúng vậy, cái vị Tài Hoàng Đại Nhân nói không sai, chính là tôi phái người đi đối đầu với nhà họ Âu Dương. Hừ, tất cả đều là ý của tôi. Ha ha, nếu Tài Hoàng Đại Nhân không hài lòng, tôi có thể mắng thêm bọn họ một trận nữa. Này, làm ơn đừng có cái vẻ nịnh hót như thế được không? Ta không quen ngươi đâu. Cút đi nhanh lên,
ha ha ha, đây là lần thứ hai cầu vồng đại nhân giao cho ta nhiệm vụ. Á, Diệp Lăng Phong, ngươi tưởng nhà họ Âu Dương ta dễ bắt nạt lắm sao? Ngươi còn biết lý lẽ hay không? Nhược Ngọc, con mau gọi điện cho Ao Tuyết, nói với nó rằng tên này nhất định phải chết, để nó lại sẽ là mối họa. Sao nhà họ Âu Dương các ngươi chỉ biết giết chóc? Ngoài ra trong đầu các ngươi còn có thứ gì khác không? Diệp Lăng Phong, ngươi thật tàn nhẫn, ta yêu ngươi. Ta là Âu Dương Thế Gia, Âu Dương đệ nhất. Xin hãy chỉ giáo. Cáo từ. Cái gì vậy? Sao nhanh vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết, chẳng làm gì cả. Có thể là người đến giao hàng. Không đúng, nhất định có vấn đề. Nhắc đến hàng hóa là có chuyện. Trong túi anh có gì? Chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một cái cuốc. Cuốc thì sao? Cái cuốc này có làm sao? Muốn học làm cỏ đất à? Để tao chỉ cho mày. Thằng chó này, lại là cái cuốc này. Cái cuốc thì sao chứ? Nói hay nhỉ? Có bản lĩnh thì ném cái cuốc đi, con người. Buông tao ra mẹ mày. Thằng khốn nạn này, ngươi khiến nhà họ Âu Dương ta tuyệt hậu. Ngươi lại đổ lỗi cho ta. Là các ngươi bảo ta ném mà. Nhanh đưa hắn ta đi bệnh viện, bảo vệ con cháu nhà họ Âu Dương. Ngươi chờ đó đã, nghe đây. Ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ sớm quay lại. Bọn họ đều đã đi rồi. Ngươi còn không đi. Thôi được rồi. Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường cuối cùng. Không cần đâu. Thôi đi. Có ai quan tâm hay không quan tâm thì kệ. Ngươi định đưa ta đi đâu? Bay thôi. Có ta ở đây, nhà họ Âu Dương sẽ không sụp đổ. Ngươi chính là Diệp Lăng Phong. Mày là Âu Dương Ao Tuyết à? May quá, may quá. Tao với nhà mày xảy ra một chút hiểu lầm. Mày mau chóng giúp tao giải thích một chút. Đừng dây dưa với hắn. Ao Tuyết, giết chết hắn luôn. Mày thấy chưa? Tên lão giả xe lăn tuổi trung niên này luôn ở đây. Tao giết chết hắn. Mày mau giúp tao nói chuyện với hắn. Tao biết rồi. Biết là tốt rồi. Mày mau giúp tao giải thích cho Diệp Lăng Phong. Hành động của mày cũng chỉ là muốn thu hút sự chú ý của tao. Mong rằng tao sẽ quay lại. Nhưng tao nói cho mày biết, giờ đây ta đã đột phá kim đan, tu thành cảnh giới bán thần. Bây giờ Âu Dương Ngạo Tuyết ta đã là cửu thiên huyền điểu, thần thông quảng đại. Còn ngươi, chôn vùi nơi đây, rơi xuống bụi trần. Ngươi không xứng đáng xuất hiện bên cạnh ta, càng không xứng đáng làm đối thủ của ta. Tự luyến đến thế à? Ngươi không nghĩ rằng tất cả đàn ông đều thích ngươi chứ? Thả mồi câu. Thủ đoạn thấp hèn. Ta vốn tưởng nhà họ Âu Dương các ngươi chỉ có 3 kẻ ngu xuẩn, không ngờ còn có kẻ thứ tư, xấu hổ vì bị vạch trần rồi à? Lòng tự trọng của kẻ yếu đuối quả là mong manh. Được, ta rất mong manh. Ngươi nói gì thì ta nghe nấy. Thôi được rồi, tao thua mày. Mày muốn dùng kế lui để tiến, còn vợ ngu ngốc, tao cắn chết mày. Có thể bình thường được không? Mày còn muốn dùng kế khích tướng nữa à? Dừng lại. Mày nói gì là tao nghe vậy? Thôi được rồi, mày nói đúng, nhưng tao khuyên mày, có thể bớt đọc tiểu thuyết đi được không? Nói nhảm. Mày đã dám liên minh với nhà họ Tô, xúi dục Uông Cẩn Tài Đoàn, muốn cùng nhau đối phó Hậu Đại Giang, vậy đừng trách tao không nể tình. Chờ đã. Chờ đã. Là do mày ép người khác trước. Âu Dương Ao Tuyết, chỉ cần mày xin lỗi hắn, ta sẽ tha cho nhà họ Âu Dương các ngươi. Cái gì bắt nhà họ Âu Dương chúng ta xin lỗi ngươi? Thật nực cười. Một lũ nhà họ Tô các ngươi cũng dám to tiếng với ta. Chết đi. Này này này, Âu Dương Ngạo Tuyết, với tu vi hiện tại của ngươi mà đi bắt nạt một kẻ mới tập luyện, nếu nói ra ngoài chẳng sợ bị người ta cười chê sao? Chính ngươi đã bắt nạt ta, một kẻ mới tập luyện, ngươi không còn quan tâm đến thể diện nữa sao? Hắn ta nói cũng có lý. Ngạo Tuyết, ba thúc, ở đây có cao thủ làm thơ rồi. Như người xưa đã nói, quân tử báo thù, chục năm không muộn, chúng ta còn sợ gì chứ? Chờ một năm rưỡi.
các ngươi chỉ là một đám hèn nhát. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, nhưng 3 ngày sau, trong đại hội võ lâm thiên hạ, ta sẽ đại diện cho nhà họ Âu Dương, hoàn toàn nghiền nát các ngươi. 3 ngày sau, mày bảo đi thì tao đi, ta không đi. Nếu mày không đến, tao sẽ khiến tất cả mọi người nhà họ Tô nghe, và mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được thứ mình mong muốn. Là thứ gì thế? Này này này, đây không giống như những gì đã nói, chẳng phải em nói 3 ngày sau sao? À. Đi thì đi thôi. Cái bảo bối em nói đâu? Đây chính là đại hội võ lâm thiên hạ sao? Ôi tuyệt vời. Đúng vậy, tất nhiên rồi. Xin chào các cao thủ từ mọi nơi tụ hội về đây, tham dự đại hội võ thuật đỉnh cao thế giới lần thứ này. Đại hội võ thuật đỉnh cao thế giới này là một sự kiện toàn cầu diễn ra hàng năm, sẽ có rất nhiều cao thủ đến đây tranh tài. Nghe nói rằng chỉ cần lọt vào top sẽ có cơ hội gia nhập điện hắc ám. Điện hắc ám thực sự có uy lực ghê gớm như vậy sao? Diệp Lăng Phong, không ngờ ngươi lại dám đến đây. Kẻ ép ngồi đáy giếng dám vong ơn bội nghĩa. Điện hắc ám. Ha ha, quả thật không ngờ. Diệp Lăng Phong, ngươi thật gan dạ. Thật dám đến đây ư? Hôm nay, chị ta sẽ lấy mạng ngươi ngay tại đây. Ha 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 ha. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Diệp Lăng Phong, hôm nay nhất định phải ở vận mệnh đạo đặc sắc, trước mặt tất cả cao thủ, khiến mày chết không toàn thây. Nói gì vậy, giết mày không phải là việc của nhà họ Âu Dương ta. Sao vừa lên đài đã lật mặt? Đầu óc các ngươi ngoài mấy chuyện này ra thì còn biết gì nữa không? Thật phiền phức mà. À đúng rồi, Âu Dương, hai ta không thể hòa bình được sao? Diệp Lăng Phong, chỉ là một thằng luyện khí hèn mọn mà dám nhiều lần xúc phạm nhà họ Âu Dương ta, đáng chết. Giờ mới muốn cầu xin tha thứ, quá muộn rồi, ai biết ai sẽ cười đến cuối cùng. Diệp Lăng Phong, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi hôm nay trước mặt tất cả quan thần dập đầu nhận tội với nhà họ Âu Dương ta, ta sẽ tha cho ngươi. Miễn bàn, ta quỳ trời quỳ đất quỳ sư phụ, bất kỳ ai cũng có thể. Dù vậy, đại hội võ thuật ngày hôm nay sẽ là nơi chôn vùi ngươi. Bây giờ bắt đầu trận đấu đầu tiên. Thanh kiếm này tên là Tuyệt kiếm, cắm vào thanh đoản kiếm này đã gần 100 năm, cho đến nay chưa ai có thể rút ra thành công. Vị bằng hữu nào muốn thử sức trước xin mời. Rút kiếm có khó lắm đâu, không lẽ toàn là diễn viên được mời đến đây? Thôi đi, mày biết gì hả, mày tưởng mày giỏi lắm hả? Sao mày không nghe MC giới thiệu luật chơi lúc nãy? Chỉ có những cao thủ thực sự mới có thể rút thanh kiếm này ra. Đây là minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối. Rút kiếm ra là có thể chứng minh được thực lực, thật nực cười. Hừm, Diệp Lăng Phong, mày còn giả vờ chết à? Nói như thế mày rút được ra ấy. Mày có biết không, năm xưa ngay cả anh rể tao là Nam Cung Sơn cũng không thể rút thanh kiếm này ra. Diệp Lăng Phong, ta khuyên mày đừng nên hồ đồ. Nhà họ Âu Dương các ngươi sao nói chuyện gì cũng khó nghe vậy? Sao mày biết hắn ta không phải là cao thủ tuyệt thế? Chính vậy, Lăng Phong, anh thử đi xem nào. Thử đi. Thử thì thử, còn dám thử nữa ư? Kẻ không biết lượng sức mình, chờ xem trò hề đi. Diệp Lăng Phong, thằng luyện khí hèn mọn, cũng nên biết thân phận luyện khí của mình. Này, này, cây kiếm này khó rút lắm à? Dễ ợt mà, khó vậy sao? Không thể nào. Giả chứ? Hay là hắn ta thực sự là cao thủ tuyệt thế trong truyền thuyết? Hồng Văn Ba, anh giỏi thật đấy. Ừm, thôi đủ rồi. Dù cho ngươi có phải cao thủ tuyệt thế hay không, ngay sau đây ta sẽ cho ngươi biết. Gia tộc Âu Dương ta không quan tâm đến ngươi.
bây giờ bắt đầu trận đấu thứ hai. Ta là truyền nhân đời cuối cùng của môn phái Phượng Vũ Đao. Ta là truyền nhân đời đầu tiên của môn phái Long Phi Thương. Ôi trời! Quá tàn bạo rồi! Hai môn phái bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Bây giờ bắt đầu trận đấu thứ ba. Ta là môn đồ chính đại quang minh. Tên là Chí Quang. Thật là mất hết liêm sỉ. Ta là đệ tử duy nhất truyền thừa của phái bản môn, Triệu Thành Cương. Xin hãy chỉ giáo. Ồ, sao không dám nữa rồi? Ai nói chúng ta không dám? Ngươi phạm quy rồi, ít nói nhảm đi. Ồ. Chẳng lẽ Lục Thần vẽ đường viền à? Mày dám xúc phạm tao? Ha, ha, ha. Không thể nào, tao mua. Hôm nay Âu Dương Ngạo Tuyết này sẽ dứt khoát với mày. Trần Lập Phong, mau chạy đi. Đánh cũng không lại. Thôi không sao, yên tâm, con lợn rừng nặng 100 cân trong núi ta còn đánh lại. Huống hồ là một con đàn bà nặng hơn 100 cân, mày vậy mà dám so sánh tao với lợn rừng, kệ nó. Tao nói mày mạnh hơn lợn rừng một chút là được. Tha cho các ngươi. Khoan đã, khoan đã. Nói chuyện tử tế với nhau đi. Ờ, ngươi mạnh hơn lũ lợn rừng một chút. Hiểu chưa, có gì mà phải thương lượng với hắn ta. Giết hắn ta ngay đi. Đừng, đừng ra tay tàn nhẫn. Ngươi nhất định phải chết. Ây 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 ây. Ngươi thực sự muốn. Nghe này, hãy nói chuyện lý lẽ với nhau đã được không? Được rồi, ta sẽ viết thêm một lá thư cầu xin các ngươi mua tôm hùm có được không? Ít nói nhảm đi. Có gan thì đừng lưỡng lự. Này ngươi có ý gì vậy? Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc à? Cho đến bây giờ, ngươi vẫn còn lải nhải. Ta nói cho ngươi biết, mặc kệ mày thế nào, tao sẽ vĩnh viễn không bao giờ thích mày. Mày có lương tâm không? Thì cũng không có xe. Tao có thể đưa cho mày tờ giấy này không? Mày có thể chiến đấu như một thằng đàn ông được không? Mày chỉ biết trốn thôi sao? Mày mất mặt quá. Hắn ta không phải là trốn, là chiến thuật chiến đấu. Mày hiểu không? Rõ ràng là hắn ta hèn nhát. Dùng chiến thuật chiến lược nào mà khiến hắn ta chết? Xong rồi, thối nát cũng là thối nát. Hãy để hắn ta chết ngay bây giờ. Nhìn kìa, khán giả kìa, nghe nói thêm nữa là vô lễ đấy Thanh Long. Câm hết miệng cho tao. Câm hết miệng cho tao. Trốn tránh thế này thì gọi gì là đàn ông? Chẳng lẽ gia tộc Đường Đường nhà Diệp năm xưa chỉ còn lại ngươi, một kẻ tham sống sợ chết hay sao? Này, ngươi có thể nói ta, nhưng không được nói gia đình ta. Năm xưa ta cùng gia tộc Tống bị diệt vong. Nói về chuyện đó ta sẽ thật sự tức giận. Tức giận ư? Lệnh truyền của ngươi vốn dĩ chỉ là trò đùa. Ngay bây giờ ta sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyền gặp cha mẹ ngươi. Ta sẽ tự tay tiễn ngươi. Hắn ta thực sự giết ngươi rồi ư? Không thể nào, không thể nào. Hắn ta chỉ là một tên luyện cầm thú mà thôi. Tôi đã nói đây chỉ là chiến thuật thôi mà. Tùy Phong, anh giỏi thật đấy. Nấp ở xa thật kỹ lưỡng đấy. Ta không biết nói gì. Ta đã nói rồi, hãy bình tĩnh nói chuyện nào. Ngươi chỉ cần, vậy thì cảm ơn. Sao mày thù dai thế, Diệp Lăng Phong? Đợi đấy, ngày mai anh rể tao sẽ nhậm chức và sẽ đón tiếp Hắc Ám Minh Vương đại nhân tại Thiên Long Sơn Trang. Khi nào ông ấy rảnh sẽ đến. Lấy mạng mày, lấy mạng tao, tao muốn mạng tất cả các ngươi. Con danh này, đợi đấy, sớm muộn gì hổ cũng sẽ lấy mạng mày đi thôi. Không ngờ anh giỏi thế nhỉ? Anh có giỏi gì đâu? Tất nhiên rồi, trong lòng em, anh chính là anh hùng của thế giới. Thực ra anh cũng không thấy mình giỏi lắm đâu. Em không tin à? Anh, em quyết định rồi, mai là ngày đẹp trời, chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi. Tốt lắm, ta sẽ cho cả thế giới biết. Hừ, lừa đảo mà cũng có thể lấy vợ được. Đúng rồi, nhưng mà trước khi kết hôn, anh còn chưa tỏ tình với em. Ồ, em lỡ quên.
Linh Nhi. Linh Nhi. Linh Nhi. Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào? Sư phụ, thưa sư phụ, này, con không có điện thoại à? Con chỉ muốn gọi điện cho Linh Nhi. Này, Linh Nhi bây giờ thế nào rồi? Ừm, họ nói rằng nàng ấy đã rơi vào hôn mê sâu. Nói rằng cả đời này cũng không thể tỉnh lại. Sư phụ, xin hãy cứu nàng ấy. Không phải ta không muốn cứu nàng ấy đâu. Linh Nhi bị trận gió chặn lại một đòn. Ba hồn bảy vía của nó đã bị đánh tan. Muốn cứu nó chỉ còn cách dùng cửu chuyển hoàn hồn đan. Vậy con sẽ lên núi lấy. Nhanh dùng cho nó đi. Chỉ là sư phụ dặn dò thôi. Cái gì là cửu chuyển hoàn hồn đan? Nó nằm trong tay Nam Cung Công, điện chủ Ngũ Hoàng Điện. Và hơn nữa, trên người kẻ đã tập kích con trước đây cũng có khí tức của nó. Ôi A Lân Công Công, tại sao ông ta lại muốn giết hại Linh Nhi? Ôi đồ đệ à, ban đầu hắn định giết chính là con. Những năm qua ta phát hiện ra hắn có liên quan đến âm minh chi chủ. Bây giờ xem ra hắn muốn kế thừa sức mạnh của âm minh chi chủ rồi. Hung Đô chi chủ, lại là thứ gì vậy? Lại là thứ gì vậy? Con gái, đến giờ cũng không thể giấu con nữa rồi. Gia tộc Diệp con bị diệt vong là vì gia tộc Diệp đã hội tụ linh khí trời đất. Kẻ cai quản số mệnh là một phần linh hồn của đám đông còn sót lại. Hắn ta muốn lợi dụng linh khí của gia tộc Diệp để tái sinh, từ đó phá vỡ xiềng xích của trời đất. Ha ha ha. Nhưng hắn ta không ngờ rằng linh khí của gia tộc Diệp đều tập trung ở con. Con mới chính là người được mệnh trời chọn lựa. Đúng vậy, đúng vậy. Đồ Nhi à, con không thể đột phá sau 1 triệu lần luyện tập là vì bị ràng buộc bởi giao ước của gia tộc Diệp. Khi con đột phá cũng chính là lúc con cứu vớt một tia sống. Này, ta không quan tâm đến những thứ lộn xộn kia. Bây giờ ta chỉ muốn tu luyện. Đồ Nhi, hôm nay Điện Hoàng gia lại mở tiệc trên núi Thiên Long để chào đón Minh Vương Hắc Ám, cũng chính là chào đón con. Ta... Khi con đi, ta đã để hết mọi thứ vào trong túi con rồi. Ai có lệnh bài này tức là Hắc Ám Minh Vương. Muốn cứu người, hãy mang theo thiệp mời và lệnh bài đến Thiên Long Sơn Trang lấy hoàn hồn đan. Nhưng mà này... Lệnh bài Hắc Ám Minh Vương, thiệp mời Thiên Long Sơn Trang. Linh Nhi, đợi anh. Anh nhất định sẽ cứu em về. Linh Nhi, anh nhất định sẽ cứu em về. Diệp Lăng Phong, sao anh lại ở đây? Ai cho anh vào đây? Chân anh đã khỏi rồi à? Chọc vào chân Âu Tuyết của tôi. Ông ta chỉ cho người Ngũ Hoàng Điện chữa sơ qua cho tôi là khỏi rồi. Bây giờ đây không phải Ngũ Hoàng Điện, đây là yến tiệc dành cho các quan chức do Hắc Ám Minh Vương tổ chức tại Ngũ Doanh Phố. Không phải loại người như ngươi có thể đến đây. Còn không mau cút đi. Nghe đây, ta đã đặt chỗ ở đây rồi. Diệp Lăng Phong, đừng tưởng rằng trước đây dùng thủ đoạn thắng ta mà có thể ngang ngược ở đây. Ta thắng ngươi không cần dùng thủ đoạn. Diệp Lăng Phong, ngươi thật sự tưởng mình là nhân vật quan trọng à? Buổi yến tiệc của thần tôn, không phải loại người như ngươi có thể ngang nhiên đến đây. Nếu lỡ xúc phạm Minh Vương Hắc Ám đại nhân, ta đền mạng không nổi đâu. Ồn ào cái gì vậy? Ồn ào cái gì vậy? Quản gia Triệu, ông đến kịp lúc rồi. Tên này không có thiệp mời, muốn ngang nhiên xông vào buổi yến tiệc của thần tôn. Hừ, loại người như ngươi ngay cả tư cách bước vào cửa cũng không có. Còn ta, Cửu Diệp quản gia, còn không mau đuổi nó đi. Để nó ở đây chỉ thêm phiền phức. Mày cũng không biết kiếm đâu ra cái thiệp mời giả mạo này mà muốn trà trộn vào đây. Mày tưởng quản gia Triệu dễ lừa à? Mày mua trên mạng hả? Cái thằng quê mùa này sao lại có thiệp mời được? Chắc chắn là giả. Cút đi. Mời ngài. Quản gia Triệu,
ông còn ngẩn ra đó làm gì? Tên kia sắp vào rồi, mau gọi người đuổi nó ra ngoài. Ngày ấy có thiệp mời cao cấp nhất đấy. Tôi không có tư cách đuổi nó đi. Ông nói gì cơ? Không thể nào có chuyện đó được. Tin hay không tùy ông. Ngươi ăn trộm thiệp mời ở đâu tới đây? Ta không cần ngươi. Thật nực cười. Những người có thể nhận được thiệp mời đều là những quý tộc hàng đầu. Và ngươi cũng là người nhận được thiệp mời. Hôm nay ta đến đây để tìm. Không có thời gian chơi đùa với ngươi. Cút hết cho ta. Này nhóc, hôm nay ngươi rất ngang ngược nhỉ. Đã vậy thì ta nói cho ngươi biết, công lực của ta hiện giờ đã hoàn toàn hồi phục. Cho nên giết ngươi dễ như bóp chết một con kiến. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Vũ, á. Ngươi đã làm gì với nàng ta? Làm vậy là bổn phận của ta. Thằng danh con này, mày quá kiêu ngạo rồi. Hôm nay các ngươi đã nói quá nhiều lời nhảm với nó. Bây giờ để lão phu đích thân ra tay tiêu diệt nó chuẩn bị chết đi. Ha ha ha. Mày dám đánh tao à? Đánh chính là tao đánh mày. Tao là Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thế Gia. Thiên Long Sơn Trang. Thiên Long Sơn Trang. Dừng tay. Dừng tay à? Lão Phí à? Ta nhịn ngươi đã lâu lắm rồi. Sao ngươi có thể như vậy? Đã đến lúc rồi. Chúng chỉ là những người đến cầu xin sự giúp đỡ. Làm sao có thể như vậy được? Ngươi dám giả mạo thiệp mời để xâm nhập vào yến tiệc dành cho quan chức. Ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây ở đây. Diệp Lăng Phong, ngươi quay đầu lại vẫn chưa muộn. Quay đầu lại. Âu Dương, khi cha mẹ ta còn sống, họ đã dạy ta một đạo lý. Người tiến ta lùi, không vấn đề gì. Người tiến ta lại lùi, cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu không còn đường lùi, thì không cần nói nhảm nữa. Còn dám nói nhảm gì nữa? Thằng yêu nghiệt giả đạo này sẽ phải trả giá đắt. Trang chủ Liễu, em đến đây làm gì? Thiên Long Sơn Trang này là tài sản của em, sao em không thể đến? Ngài đến đúng lúc. Tên này không chỉ giả mạo thiệp mời, mà còn hành hung người ở đây. Mau tìm người trục xuất hắn ta ra ngoài. Ta nghĩ những người cần bị trục xuất là gia đình các ngươi. Âu Dương, thưa ngài Diệp, ta đến muộn rồi. Sao có thể như vậy được? Ta chính là trang chủ Thiên Long Thần Châu. Diệp Lăng Phong, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì mà lại khiến Liễu Như Tuyết đến đây để cùng ngươi diễn trò? Âu Dương Ngạo Tuyết, ta không hứng thú với việc diễn trò. Cho đến giờ ngươi vẫn còn cãi cùn à? Với thân phận thấp hèn của ngươi, làm sao có thể khiến Liễu Như Tuyết đối xử tử tế với ngươi được? Trong lòng Âu Dương Ngạo Tuyết ngươi, ta là ai? Ngươi chỉ là một con ả hầu của nhà họ Diệp. Một con chó săn bẩn thỉu. Một con chó hung hăng. Ta thường không tham lam. Hừ, nghe lời ngươi nói như vậy, ngươi còn muốn ra tay với ta à? Ta nói cho ngươi biết, chồng ta chính là thiếu điện chủ Ngũ Hoàng Điện, Nam Cung Sơn. Ngươi biết phải làm gì rồi. Lưu Tuyết, ngươi dám đánh ta? Ngươi muốn chống lại gia đình Âu Dương chúng ta sao? Ngươi không sợ chết à? Ta làm việc cho ngài Diệp, ta rất vui mừng. Có ngài Diệp đứng sau ta, ta cũng không sợ chống lại gia đình Âu Dương các ngươi. Ha ha, thật lố bịch, thật quá lố bịch. Một tên hèn mọn trồng trọt trên núi, dựa vào đâu mà dám cưới con gái ta? Dựa vào tấm thiệp mời trong tay ngài Diệp, là tấm thiệp mời cao cấp chỉ có Minh Vương Hắc Ám đại nhân mới có tư cách phát ra. Trang chủ Liễu, xin tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Ta chỉ tin vào tấm thiệp mời cao cấp kia. Nếu các ngươi còn ngoan cố, hậu quả sẽ rất thảm. Đừng trách ta không khách sáo. Câm miệng. Ta là Âu Dương Ngạo Tuyết. Tuy ta biết Ngũ Hoàng Điện là nơi uy quyền cao quý, nhưng mà dùng danh nghĩa Ngũ Hoàng Điện để gây rối. Diệp Lăng Phong, đợi tỷ phu của ta đến, ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Gọi điện cho anh ta ngay lập tức. Diệp Lăng Phong, với sức mạnh của ngươi, ngay cả một đòn của anh ta cũng không thể đỡ nổi. Ngươi thực sự muốn chết sao? Âu Dương Ngạo Tuyết, đừng lãng phí thời gian của tôi. Hãy bảo Nam Cung Sơn và cha hắn lập tức đến đây đón ta. Con ả này, ngươi thật vô pháp vô thiên.
mày thật to gan, mày dám đánh tao à? Ta cũng rất tò mò. Kẻ dám phá hỏng hôn ước của gia đình Diệp ta, rốt cuộc là thằng nào? Ngươi thật to gan, ngươi dám đá ta. Lúc này không đến lượt ngươi nói chuyện, cầm miệng cho ta. Trang chủ Liễu, ngươi cũng muốn cùng hắn ta chống lại hoàng thượng sao? Vì ngài Diệp thì có sao, chứ chống lại hoàng thượng cũng chẳng sao cả. Ngươi thật ngu xuẩn, chỉ vì một tấm thiệp mời còn con mà đã vội vàng kết luận hắn ta là quý khách của Minh Vương Hắc Ám. Nếu ngươi cũng có tấm thiệp mời giống vậy, ta cũng sẽ tôn ngươi là quý khách. Ngươi ăn hiếp người quá đáng. Đã không có thì cầm miệng cho ta. Lục Lăng Phong, ta không biết ngươi lấy được tấm thiệp mời đó bằng cách nào, nhưng ta khuyên ngươi nên quay đầu là bờ. Ta không cần quay đầu. Ta đến đây chỉ để làm hai việc. Thứ nhất, lấy mạng đền mạng. Thứ hai, lấy thuốc cứu người. Còn những kẻ vô danh khác, cút ngay. Cút ngay cho khuất mắt ta. Hay lắm, lấy thuốc cứu người. Lão đại Diệp Lâm Phong oai phong lẫm liệt nhỉ. Chị Nguyệt Nguyệt đến rồi. Liễu Như Tuyết, phải chăng ngươi đã quên uy lực của nhà họ Nam Cung ta? Ta không thừa nhận nhà họ Nam Cung, ta chỉ biết có Hắc Minh Vương Tiếu. Nhà họ Nam Cung ta đã giúp Hắc Minh Vương nắm giữ Ngũ Hoàng Điện trong nhiều năm, tự nhiên có thể đại diện cho ý kiến của Hắc Minh Vương. Còn về chuyện ngươi dám xúc phạm Nam Cung gia ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Thật là to gan. Ngươi lại là ai? Cô ta là Nam Cung Nguyệt, thiếu công chúa Điện Ngũ. Nghe đồn có một tên vô lại muốn dựa vào gia đình Âu Dương để trục lợi. Hóa ra là tên khốn nạn này. Nói nhảm đủ rồi chưa? Nói xong thì cút đi cho ta. Diệp Lăng Phong, ngươi dám bảo thiếu công chúa Điện Ngũ cút đi, ngươi chán sống rồi à? Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng xin lỗi Nam Cung Nguyệt, nếu không hậu quả tự chịu. Ta không làm gì cả, người cần xin lỗi cũng không phải ta. Xem ra là lâu rồi ta Vũ Quang Kiếm không giết người. Vậy thì ngươi cút đi chết đi. Ai cút đi chết? Cút đi chết đi. Mày nói ai đi chết? Chỉ là một con ả săn bắn hèn mọn, lấy đâu ra sức mạnh to lớn như vậy? Mày muốn làm gì? Diệp Lăng Phong, mau buông tay ra. Diệp Lăng Phong, ngươi dám động thủ với ta? Động thủ? Ta có gì không dám? Ngươi điên rồi. Ngươi dám đánh Tam công chúa ư? Ta khuyên ngươi nên đi xin lỗi Nam Cung Nguyệt, nếu không hậu quả tự chịu. Ngũ hoàng tử chả là cái thá gì, không thể coi thường được. Diệp Lăng Phong, Vũ Hoàng Điện có 1000 võ sĩ, không phải là đối thủ của ngươi. Âu Dương Ngạo Tuyết, cầm miệng cho ta. Chỉ là một tiểu công chúa của Vũ Hoàng Điện cũng chẳng ra gì. Diệp Lăng Phong, hôm nay ta nhất định sẽ băm vào ngươi thành trăm mảnh. Người đâu? Mời ngươi tới Hoàng Điện tôn kính. Mỗi người đều là cao thủ trong các cao thủ. Diệp Lăng Phong, ngươi đã phạm vào điều cấm kỵ. Hôm nay, dù có thần tiên đến cũng không cứu được ngươi. Hắn là khách quý của ngài Hắc Ám Minh Vương, đừng có hỗn láo. Ngài Hắc Ám Minh Vương đã ẩn giật nhiều năm, làm sao có thể cho hắn thư mời riêng tư như vậy. Tất cả lên đi. Dạ. Cả đội hợp sức. Các ngươi đều là tinh anh của Võ Hồn Điện, không thể bị hạ gục dễ dàng như vậy. Đứng dậy, đứng dậy đi. A, à, chỉ vì ta quá dễ dãi thôi, mới dám hỗn láo như vậy. Mày dám nói chuyện với tao như vậy ư? Trong mắt người khác mày là nữ thần, nhưng trong mắt tao mày chẳng là gì cả. Nghe đây Thiết Lăng Phong, tao thề bất kỳ ai liên quan đến mày sẽ không bao giờ được yên ổn. Mày cứ thử xem. Vũ Hoàng Điện của tao có bề dày lịch sử lâu đời, sao có thể để mày sỉ nhục tao? Bất kể Vũ Hoàng Điện của mày có bề dày lịch sử lâu đời đến đâu, ngay bây giờ, hãy bảo anh trai và bố mày ra đây cho tao.
bố tao là chủ nhân uy phong lẫm liệt của Ngũ Hoàng Điện, sao có thể để cho loại chó mèo thấp hèn như mày gặp được. Diệp Lăng Phong, mày quá đáng, mày không biết gì cả, mày bảo tao quá đáng. Âu Dương Ngạo Tuyết, mày bị lừa à? Thô lỗ vô lễ, ta không ham muốn thân xác của ngươi, cũng không ham muốn quyền thế nhà họ Âu Dương. Ta vốn không thủ không oán với các ngươi, giờ đây lại ép ta đến bước đường cùng. Hôm nay ta chỉ muốn đến lấy thuốc cứu người. Nếu các ngươi tiếp tục ép ta liều mạng, ta hoàn toàn có thể giết các ngươi không chừa một mảnh. Nhưng giờ đây Bạch Cung Vân, ta chỉ cần anh trai và cha của ngươi. Ra đây cho ta. Nam Cung Sơn, tại sao vậy anh Sung? Đừng nói nhảm với hắn nữa, giết hắn đi. Đúng vậy, tên đó là một mối họa, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta sẽ cho tất cả mọi người biết. Hậu quả của việc đắc tội Hoàng Điện chúng ta, rõ ràng là do các người nói nhảm quá nhiều, còn ta chỉ muốn lấy thuốc cứu người. Chàng rể đừng chần chừ nữa, cố gắng hạ gục hắn ta chỉ bằng một đòn. Yên tâm đi em vợ, chỉ cần ta nhúc nhích ngón tay là có thể hoàn toàn nghiền nát ngươi. Chỉ vậy thôi ư? Nam Cung Sơn, nếu ngươi muốn cưới ta, hãy chiến đấu như một người đàn ông thực thụ, đừng nương tay cho ta, cũng đừng cho hắn ta cơ hội nào. Triệu Tử Phi, á, dùng sức đi. Á, chàng rể, đừng đùa nữa. Anh, đừng lãng phí thời gian nữa. Đợi đã, chúa tể bóng tối sắp đến rồi, nhanh chóng giải quyết hắn. Diệp Lăng Phong, nếu bây giờ ngươi không chịu, ta, bóng tối, sẽ không tha thứ. Tại sao ngươi lại như vậy? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không hiểu được chân lý sao? Yên tâm, có ta ở đây, hắn sẽ phải trả giá đắt. Ngươi chỉ là kẻ thèm muốn Nhã Tuyết, con mồ côi nhà họ Diệp. Chàng rể, tên này rất kỳ quặc, anh phải cẩn thận. Chỉ là một gã tu sĩ luyện khí, dù lợi hại đến đâu cũng không thể lật trời được. Lật trời hay không lật trời, thử xem sao. Lần này ta bế quan đã đột phá lên thần cảnh, trở thành cao thủ thần cảnh thực thụ. Loại người như ngươi, ngươi thậm chí không xứng chết dưới tay ta. Đúng vậy, giờ đây ta đã mạnh hơn nhiều so với trước đây. Âu Tuyết, yên tâm đi, có ta ở đây, chắc chắn sẽ cho tên nhóc này biết thế nào là tàn nhẫn và kinh hoàng. Diệp Lăng Không, ngay trước mặt thiếu gia Nam Cung, ngươi còn gì để nói? Ta sẽ dằn mặt ngươi trước, sau đó sẽ dằn mặt cha ngươi. Ngươi chỉ là một con nhện tìm kiếm thức ăn thừa, mà dám tranh giành ánh hào quang với Hạo Nguyệt ta, thật là không biết sống chết. Diệp Lăng Phong, đến nước này rồi, ngươi vẫn chưa chịu quay đầu sao? Ta lại không làm gì sai, tại sao lại thù hận cha ta? Ngươi không thể đối xử với hắn như vậy, hắn có Vũ Hoàng Điện chống lưng, mà Vũ Hoàng Điện lại có Minh Vương Điện Hắc Ám chống lưng, thì sao chứ? Đó là kẻ các ngươi không nên đụng đến. Nói xong chưa? Nói xong thì cút đi cho xa. Chừng nào ta còn ở đây, ta tuyệt đối không cho phép ngươi tiến thêm một bước nào nữa. Ngươi không thể sai lầm đến mức không thể quay đầu. Âu Dương Ngạo Tuyết, ta muốn làm gì liên quan gì đến ngươi? Chết đi. Ôi tên này, sao tên này dám cướp chị ta? Hắn muốn đắc tội với hoàng thượng của chúng ta, tự chuốc họa vào thân. Vậy thì cho hắn chết đi. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ta làm gì không cần ngươi xen vào. Cha ngươi hiện đang ở đâu? Mơ hão, người nhà họ Nam Cung chúng ta không phải ai muốn gặp cũng gặp được. Nam Cung các ngươi, cái lũ gọi là hào môn quý tử, cũng chỉ là lũ hoàng tử hão huyền. Chờ lát nữa khi Minh Vương Hắc Ám đến, sẽ không có nơi chôn thân. Thật quá kiêu ngạo, tên này sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Diệp Lăng Phong, hãy dừng tay đi. Âu Dương Ngạo Tuyết, ngươi vẫn chưa hiểu sao, tiên sinh Diệp mới là cao thủ tuyệt thế thực sự.
hắn ta chỉ là một kẻ hám danh lợi, không thể nào là cao thủ tuyệt thế được. Lấy thân hèn mọn chấn động giới cao thủ. Thầy Ân Nhất đánh bại tinh nhuệ điện võ thần. Với thực lực như vậy mà không thể gọi là cao thủ tuyệt thế ư? Rõ ràng đây chỉ là tên phế vật rể mà nhà họ Âu Dương chúng ta vứt bỏ. Hôm nay, ta là Minh Vương Điện Hắc Ám. Ngươi không hiểu tiếng người à? Cháu hiền, mau chóng tiêu diệt tên này đi. Anh đừng đùa nữa, nhanh chóng nghiền nát hắn ta. Nghiền nát là như vậy sao? Anh! Chuyện gì vậy anh rể? Nam Cung Sơn ta đường đường tuyệt thế cao thủ. Sao ngươi dám đối xử với ta như vậy? Ai cho ngươi cái gan đối xử với ta như vậy? Anh, giết hắn ta một kích thích, đừng để hắn ta có cơ hội thở. Diệp Lăng Phong, hãy dừng tay lại đi. Ngươi không phải là đối thủ của Nam Cung Sơn, ta có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Thôi được rồi. Không thể nào. Sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể nào. Làm sao có thể? Chẳng có gì là không thể. Lại đây, ta hỏi ngươi đang ở đâu? Quản lý, ta là Minh Vương Hắc Ám, xin chào mừng quý khách đến với Minh Vương Hắc Ám. Ai dám ngông cuồng như vậy? Diệp Lăng Phong, trưởng lão điện Hắc Ám đã đến. Người hết đường rồi, xin trưởng lão ra tay, cứu anh trai tôi, trừng trị kẻ gây họa, thật quá to gan. Dám đến quậy phá buổi tiệc hôm nay, ngươi coi thường điện Hắc Ám của ta ư? Diệp Lăng Phong, ngay trước mặt trưởng lão điện Hắc Ám, ngươi còn không hối cải ư? Ta không hề sai, không có gì phải sửa đổi. Tên này giả mạo thiệp mời, tự ý xông vào cung điện tôn thánh, còn làm bị thương thị vệ của Ngũ Hoàng, mời trưởng lão ra tay, mời trưởng lão ra tay. Ta không cho phép động đến hắn. Thiệp mời của hắn không phải giả, hắn là quý khách của Minh Vương Điện Hắc Ám. Minh Vương Điện Hắc Ám biến mất nhiều năm, lấy đâu ra quý khách? Thật là quá láo xược. Diệp Lăng Phong, ngươi sắp chết rồi. Diệp Lăng Phong, giờ đây ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Vậy nếu ngươi là trưởng lão của Minh Vương Điện Hắc Ám thì ta ra lệnh ngay lập tức, hãy lập tức mang Nam Cung Sơn đến đây cho ta. Ngươi to gan thật. Ngươi dám sai khiến ta. Mở to mắt ra nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ đây là thứ gì. Hôm nay dù ngươi mang thứ gì ra cũng vô dụng. Ngươi không thể nào sống sót đi ra khỏi đây. Tôn Trung Sơn, bây giờ lập tức gọi cha ngươi về cho ta. Ngươi muốn làm gì? Ta là thiếu gia nhà họ Vương, trả lời không đúng trọng tâm. Anh Sơn, Long Quế, lập tức mang Lão Lam đến đây cho ta. Ha ha ha, không ngờ rằng Hắc Ám Minh Vương trong trí nhớ của ta lại nằm trong tay tên nhóc con này. Không ngờ lại là ngươi. Giao ra cửu chuyển hoàn hồn đan. Muốn lấy cửu chuyển hoàn hồn đan để cứu người phụ nữ của ngươi. Được thôi, nhưng phải dùng mạng ngươi để đổi. Ngươi rốt cuộc có giao hay không? Không giao. Là chủ nhân điện Ngũ Hoàng, gặp Minh Vương Hắc Ám sao lại không quỳ xuống? Quỳ xuống tại sao ta phải quỳ? Ta đã làm rất nhiều việc cho Minh Vương Điện Hắc Ám, vậy mà hắn ta lại giao cho một tên vô danh tiểu tốt quản lý Minh Vương Điện Hắc Ám. Thật quá láo xược. Nam Cung Công, ngươi muốn tạo phản à? Tạo phản? Mạnh công tử, ta muốn thanh lọc toàn bộ Minh Vương Điện Hắc Ám, và ta sẽ trở thành Minh Vương Điện Hắc Ám mới. Ngươi thật quá ngông cuồng. Đã vậy, đừng trách ta không nương tay. Chủ nhân âm giới. Ha ha ha. Đúng vậy, ta đã kế thừa sức mạnh của chủ nhân âm giới. Từ nay về sau, ta sẽ vô địch thiên hạ, ta là kẻ mạnh nhất thế gian, ngươi không thể thoát khỏi đây còn sống. Bỏ ta ra. Lão già, giết tên này đi. Trương Vọng, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao ngươi lại đánh ta? Đánh ngươi là nhẹ đấy. Ngươi là trưởng lão Minh Vương Điện Hắc Ám, xin cung nghênh Minh Vương Điện Hắc Ám trở về. Ngươi là kẻ giết người, hắn là Minh Vương Điện Hắc Ám. Trưởng lão, chắc hẳn ông đã nhầm người rồi, không thể nào. Trưởng lão,
trước mặt Minh Vương, ngươi dám nói bậy bạ. Hắn là Minh Vương. Hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Sức mạnh của Minh Vương không thể yếu ớt như vậy. Không thể nào, đây là giả mạo, đây là do hắn ta giả mạo. Thật nực cười, lệnh bài của Minh Vương là độc nhất vô nhị, làm sao có thể giả mạo được. Ngươi đang xúc phạm đến lệnh bài Minh Vương của chúng ta. Ta không tin. Tin hay không tin là tùy vào ngươi. Nam Cung Sơn, bây giờ lập tức gọi cha ngươi về cho ta. Thiên hạ đệ nhất. Cái gì? Hơi thở của Nến Âm Minh. Ta không quan tâm ngươi là thứ gì. Nhanh chóng chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan cho ta. Diệp Lăng Phong, thứ ngươi muốn ta có ngay đây. Chỉ sợ ngươi không có mạng để lấy. Diệp Lăng Phong, đừng nóng nảy, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Ý ngươi là mạng sống của nhà họ Diệp cũng do ngươi cướp đi. Đúng vậy, nhà họ Diệp các ngươi sinh ra đã có khí vận trời đất, ta phải tìm ra người sở hữu khí vận trời đất. Tiếc thay, ta đã tìm thấy rồi, cuối cùng cũng không tìm thấy. Không ngờ rằng vận may to lớn như vậy lại nằm trên người ngươi. Để cho ngươi trốn thoát. Vì vậy, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta đã vắt kiệt óc, cuối cùng ta đã nghĩ ra một cách hay. Đó là biến thành một vị thần y, lẩn trốn bên cạnh ngươi. Ha ha ha. Ý ngươi là cứu mạng ngươi 3000 lần cũng là giả. Đúng vậy, bây giờ ta sẽ giết ngươi, cướp lấy vận may của ngươi. Cổng trời mở ra, ta bước một bước lên trời. Vậy thì cùng tính toán cả nợ mới nợ cũ, ngươi và ta cùng chung một bầu trời. Trong hỗn loạn như lửa, ngươi chỉ là một tên thợ rèn tầm thường, một bước lên tiên, cẩn thận. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi lên thiên đường. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi lên thiên đường. Bần cùng sinh hán thuật, chém chết hắn. Diệp Lăng Phong, mau chạy đi, hôm nay ta sẽ không cho ngươi cơ hội trốn thoát. Ta cũng không ngờ, nhưng ta muốn xem thử ngươi, một kẻ luyện khí bé nhỏ, có thể chống đỡ được đến bao giờ. Ngươi có cái tính gì thế? Ngươi đã diệt trừ họ hàng, giết chết cả gia đình ta, vì một cái thứ gọi là vận khí. Giết chết Linh Nhi của ta, tốt lắm. Tốt lắm, ngươi chết chắc rồi. Nhưng mà như vậy thì sao? Ngươi chỉ là một cỗ máy điện thôi. Kẻ phàm phu tục tử ai cũng có thể chiến đấu với ta. Ngay cả khi ta đứng đây để ngươi đánh, ngươi cũng không thể làm bị thương ta. Phân tử là như vậy. Được thôi, ta muốn xem. Xem liệu một kẻ phàm trần như ta có thể đánh bại ngươi được hay không. Luyện khí thì sao? Ai cũng phải trải qua giai đoạn luyện khí. Hắn ta đã sai rồi. Tên mù sương này, ngươi dám chống lại số phận ư? Lão đây thì sao? Mọi thứ trên đời đều có lý do tồn tại của nó. Ngươi không có tư cách để nói ba nói bảy ở đây. Ngươi muốn làm gì? Ngươi bỏ đi thật là một tên khốn kiếp. Ta quỳ trời quỳ đất quỳ sư phụ, nhưng ngươi không xứng đáng để ta quỳ xuống. Hôm nay ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đợi đã, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phong, việc trước kia là do ta sai, ta không liên quan gì, xin hãy để ta đi qua. Ta lại từ chối hắn. Là con rể của Hắc Ám Minh Vương,
ta thật đáng chết. Ta thật đáng chết mà. Linh Nhi, anh đã lấy được cửu chuyển hoàn hồn đan. Lần này chắc chắn nàng có thể tỉnh lại. Không thể nào, tại sao? Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi. Sư phụ, con đã nghe lời thầy rồi, cho nàng ăn viên thuốc cứu sinh. Tại sao nàng vẫn chưa tỉnh lại? Thưa thầy, thương tích của cô ấy quá nặng, chỉ dùng thuốc thôi e rằng không đủ. Vậy phải làm sao? Thưa thầy, con cầu xin thầy hãy cứu nàng. Thầy nhất định phải cứu hắn, chúng ta đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Hơn nữa, một kiếp nạn đã giáng xuống thiên đạo. Ý thầy là sao? Nói đơn giản là thế này này, hãy đưa nó cho ta. Việc con tuy là tổ phụ của chúng sinh trong âm giới, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn đánh bại hắn ta. Giờ đây, thân sắc âm giới của hắn ta đã bắt đầu lan rộng, bất kỳ ai tiếp xúc với âm khí đều sẽ mất đi lý trí và trở thành nô lệ cho âm giới. Con không quan tâm gì đến âm giới hay nô lệ âm giới, con chỉ muốn hỏi, tại sao Linh Nhi vẫn chưa tỉnh lại? Độ đề à? Là do chúng ta sơ hở. Cái gọi là thiên nhãn, bắt vợ bá đạo, vận may của nhà họ Diệp các con chiếm đến phần. Còn Minh Vương Âm Minh thì sao? Chiếm phần còn lại. Sư phụ, giờ này, ngài có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Nói ra thì cũng là nói ra. Nói tóm lại, trong Âm Minh, chỉ cần giết con, có thể thu được vị trí thiên địa khế ước của nhà họ Diệp, từ đó hoàn thành niết bàn của chính mình, con đường chiến thắng. Ừ, con không hiểu sao. Này đồ đệ, nợ nần họ đã giết con rồi. Không thể lấy được bản thiên địa khế ước của nhà họ Diệp. Và con vì cứu Tô Linh Nhi, đã thu nạp hết thiên địa khế ước vào trong cơ thể hắn ta. Chính vì thiếu bản cuối cùng, thiên địa khế ước của chúa tể âm giới, nên hắn ta không thể sống. Ý thầy là, chỉ cần con tìm được chúa tể âm giới, giết hắn ta, lấy lại bản khế ước cuối cùng này, là có thể cứu Linh Nhi. Con sẽ đi ngay bây giờ. Này 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 này, đừng đi. Xung quanh con giờ toàn là âm giới nô lệ. Thôi nào, này này này. Thực ra ta nói cho con biết sự thật này, giờ đây con chỉ còn một cách duy nhất, chính là truyền công lực của con sang cơ thể nàng ta, như vậy nàng ta mới có hy vọng sống sót. Ừ, nhưng như vậy con e rằng sẽ trở thành người phàm. Ta không quan tâm. Dù chỉ có 1/10 cơ hội, ta cũng nhất quyết không bao giờ từ bỏ hắn ta. Không đáng. Ôi chao, muốn đi thì cứ đi, tin rằng chúng ta đồng ý sẽ bình an trở về. Ôi chao ôi chao ôi chao, đừng cãi nhau nữa. Đừng cãi nhau nữa, chỉ có thể trông cậy vào số mệnh của chính hắn. Làm gì thế, hỏng rồi. Cái gì mà rèn luyện 1.000.000 lần? Cái gì mà thăng trời? Miễn là nàng có thể trở về. Linh Nhi, Linh Nhi. Chủ nhân của Âm Minh. Diệp Lăng Phong, sao ngươi lại ở đây? Ngươi đã gần như quên rồi. Ngươi vì cái bà vợ xui xẻo kia mà mất hết tu vi. Giờ đây ngươi chỉ là một kẻ vô dụng mà ai cũng có thể bắt nạt. Chuyện đó không liên quan đến ngươi. Tốt nhất ngươi nên đi chữa chứng thận hư của mình đi. Nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ bị thận hư. Ta không có thời gian để nói nhảm với ngươi, tên vô năng. Giờ đây ngươi không còn tu vi nữa, chỉ bằng một đấm ta cũng có thể khiến ngươi kêu khóc van xin. Hãy thử đi.
nếu ta không biết tu vi của ngươi đã bị phế, thì có lẽ ta đã bị ngươi dọa sợ. Nói cho ngươi biết, giờ đây trong mắt ta ngươi chẳng là gì cả. Đợi đó ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tiếng gì vậy? Đừng có ở đây giả vờ thần bí. Cút đi cho xa. Ta không tin những trò ma quỷ của ngươi. Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng chạy trốn đi. Tại sao tôi phải chạy? Những ngày qua, trong thời gian điều trị nội trú, tôi đã suy nghĩ, cả đời này tôi đã chạy trốn bao nhiêu lần, nhưng từ nay trở đi, tôi sẽ như một người đàn ông thực thụ, không bao giờ chạy trốn nữa. Nếu không chạy bây giờ thì sẽ không còn cơ hội. Ha ha ha. Cơ hội chạy trốn như thế này, vẫn nên dành cho những kẻ như ngươi. Là một đấng nam nhi đại trượng phu, trong từ điển của tôi không có chữ chạy. Thấy chưa? Bây giờ tôi còn có nhạc nền đi kèm. Ha ha ha. Cơ hội chạy trốn như thế này, vẫn nên dành cho những kẻ như ngươi. Tại sao một đấng nam nhi đại trượng phu, trong từ điển của tôi không có chữ chạy. Thấy chưa? Bây giờ tôi còn có nhạc nền đi kèm. Này, gia đình họ Âu Dương các ngươi, có phải đầu óc lúc nào cũng uống nước không vậy? Ngươi thực sự muốn biến thành âm giới nô lệ sao? Âm giới nô lệ chẳng phải là những con quái vật hung hãn với ánh mắt đỏ rực trong truyền thuyết sao? Chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Đừng nói với ta là trên thế giới này thực sự có thứ đó. Có. Và chúng đang ở ngay bên cạnh ngươi. Có vẻ như còn khá nhiều. Diệp Lăng Phong, ngươi chỉ biết giả vờ thần bí. Ngươi nghĩ ta, một thiên tài như ta, sẽ tin ngươi sao? Ngươi thật là quá ấu trĩ. Này, đừng có la hét nữa, làm phiền ta. Diệp Lăng Phong, ngươi nhìn kìa, mắt hắn đỏ kìa, giống như phù thủy âm giới mà ngươi nói ấy nhỉ. Cái quái gì vậy? Diễn viên quần chúng à? Tại sao vậy? Đạo trời vốn có nguồn gốc chung. Mặc dù con đã mất tu vi, nhưng khí tức trên người con có khả năng chống lại loại khí tức âm minh này một cách tự nhiên. Tốt lắm, tốt lắm. Như vậy càng tốt hơn. Ít nhất thì những gã nông dân ngu ngốc kia sẽ không tấn công con. Ha ha, đúng vậy. Thầy yên tâm đi, chúng ta sẽ đưa con đến nơi an toàn. Ừm, vậy thì nhờ các vị rồi. Dọa chết tôi rồi, dọa chết tôi rồi. Tức chết tôi mất. Sao bà lại ở đây? Tôi vẫn ổn. Hôm nay đi bệnh viện thăm Linh Nhi, trên đường đi gặp nhiều người tâm thần, đã sợ hãi đến mức phải trốn cả mấy ngày, cả nhà không dám ra ngoài. Thư ký, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bên ngoài toàn là tiếng kêu cứu. Ông bảo tôi nhanh chóng đến đó. Ôi chao, Linh Nhi thế nào rồi? Tôi nhất định sẽ cứu con bé. Được được được, vậy thì ông mau đi cứu Linh Nhi trước đi. Đừng để lỡ việc cứu Linh Nhi, đừng phụ lòng Linh Nhi được không? Được được được, đi đi đi, đi đâu thì đi. Ôi, thôi kệ hắn đi. Ôi chao, mọi người đừng làm khó hắn ta. Anh ta đi cứu Linh Nhi của em mà. Em làm khó anh ta, rõ ràng là anh ta luôn làm khó chúng ta. Đúng là không hổ là người. Tổng Giám Đốc Diệp, thật không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi nghe nói ông vì cứu người mà đánh mất hết tu vi. Chị ơi, e rằng chị chẳng khác gì một kẻ phế nhân. Hai người sao lại vẫn y như trước kia? Đúng là đổi tên hoài mà ăn cứt. Mày mới ăn cứt. Mày dám nói tao? Tao mà nói mày thì mày đừng hòng đi. Mẹ muốn đánh con à? Con danh con, ít dẫm nát mặt tao đi. Vương Thiên muốn mạng tôi. Mày chết đi, bọn sát nhân các ngươi có thể làm chủ được gì? Chính tên này đã hại chết Liễu Vân Yên,
hôm nay nhất định không được để hắn ta sống sót rời khỏi nơi này. Thì ra là ngươi, còn dám khen ngợi Liễu Diễm Mai ư, thỏ con. Ngươi là đồ đệ của ai vậy, đừng có giả vờ nữa, nếu không phải là do ngươi, Liễu Minh Nghĩa cũng sẽ không căm thù Tây Bắc. Ta sai rồi, Liễu Minh Nghĩa vốn là ta dùng trọng kim mời về từ nhà họ Tô, để chữa bệnh cho lão gia nhà họ Tô. Không ngờ lại cắt đứt đạo của ngươi, bị thằng danh con ngươi hại chết. À, ngươi nói đến thằng ăn thuốc mà tự ăn chết mình phải không? Hắn ta tự ăn thuốc liên quan gì đến ta? Đừng có cãi cùng nữa, Diệp Thu Phong, ngươi đúng là một kẻ bội bạc. Này, rác rưởi, giờ đây hắn ta vừa không có tu vi, vừa không có quốc hái, chẳng khác gì một con cừu non chờ bị làm thịt. Thằng nhóc hôm nay ngươi đụng nhầm người rồi, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, không có chuyện gì lớn lao cả. Bây giờ ngươi cầu xin tha thứ sao? Trước đây nhìn hắn, ngỡ hắn là một tên cặn bã. Nhưng bây giờ, vì Lăng Nhi, hắn đã từ bỏ tu vi của mình. Dĩ nhiên là cô của Lăng Nhi phải cầu xin tha thứ cho hắn rồi. Hơn nữa, bây giờ đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ngoài sống chết ra, tiền tài cũng chỉ là phù vân. Ta không quan tâm mấy chuyện linh tinh đó. Nếu hắn đã hại chết đồ đệ của ta, thì ta sẽ bắt hắn đền mạng. Được rồi, lão phu sẽ tự tay ra tay. Hừ, để sau này nói cho ngươi biết. Bây giờ ngươi đã không còn sức lực mà còn dám giả vờ trước mặt ta, đúng không nào? Vậy thì đến đây đi, ta nói cho ngươi biết. Bây giờ ta có rất nhiều mạng sống. Ha ha ha. Ta nói cho ngươi biết, đừng chọc giận ta. Bây giờ ta đã vô cùng tức giận rồi. Bức ta sao? Chết tiệt. Có gì cứ nói chuyện tử tế đi. Hắn ta trực tiếp lao vào ta đi. Sao không ra tay? Trực tiếp ra tay đi. Này, ngươi còn ngây ra đó làm gì nữa? Có ngươi, có hoàn toàn. Ngươi không biết hắn ta có một cái quốc rất kỳ quái. Tặng cho hắn viên tiên đan, đưa hắn trở về. Đúng vậy, cái tên tiểu quỷ đó đã khiến cho cái quốc của ngươi tổn thất nặng nề. Nhìn xem bây giờ hắn đã không còn sức lực gì nữa, còn có thể cười gì được nữa. Tại sao? Chắc chắn là hắn đã dùng cái quốc đó làm vốn liếng khởi nghiệp mà. Tiểu tử, ta không quan tâm ngươi mang theo cái quốc gì trên người. Hôm nay nhất định phải bỏ mạng tại đây. Vậy thì ta đi. Ha 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 ha. Ngươi không còn cơ hội và vốn liếng gì nữa rồi. Đúng không, bên ngoài đều là người của hắn. Ta có lọ thuốc ở đây. Cái thứ nhất này, sau khi uống có thể cưỡng bức hơi thở cơ thể trong vòng phút, sẽ không bị xâm hại bởi hơi thở của bên ngoài. Cái lọ thuốc thứ hai, đó chính là lọ thuốc thứ hai. Vậy thì càng lợi hại hơn. Sau khi đánh vỡ nó, hơi thở tỏa ra từ nó, giống như vị anh hùng rồng vô lý của miền Nam ngươi. Ôi chao, ông lão trông hiền lành như vậy, ngươi hút ông ta về rồi vứt ở đó. Ngươi rốt cuộc có bệnh hay không vậy? Bây giờ ngươi cũng nói vậy với sư phụ ư? Ta cảm thấy ngươi cũng có bệnh giống ông ta. Hoàn toàn là nói bệnh. Sức mạnh của trưởng môn Liễu là thứ mà loại người như ngươi có thể phỏng đoán được ư? Hừ, đúng vậy. Liễu Nhất Môn hiện nay đã truyền thừa hơn 1000 năm, nền tảng của nó vô cùng sâu dày. Còn các đệ tử dưới trướng của ông ta thì sao? Cũng là ôi. Vậy thì dưới trướng ông ta còn bao nhiêu đệ tử? Tuy Liễu Nhất Môn của ta hiện chỉ có một mình ta, thì sao? Được rồi, ta chịu thua ngươi rồi. Ờ, ta không tức giận. Nếu ngươi dám đi, ta sẽ đánh vỡ lọ thuốc ở cửa thứ hai ngay bây giờ. Tự chữa lành không được, ông không tự chữa lành được. Ông đừng kích động nhé. Nếu ông bị đánh, thế chẳng phải cả hai ta đều xong đời sao? Đúng vậy, đúng như câu nói một người là một người chịu. Này nhóc, để một mình đi đối đầu với Lưu Minh Đông không phải là tốt hơn sao? Nhận lấy phương thuốc này, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi hãy mau hạ ma khí trên tay xuống, đừng có cử động tay. Có chuyện gì cứ bình tĩnh ngồi xuống, trao đổi một cách tử tế được không? Không có gì để bàn bạc cả. Ta khiến hắn ta đi đền mạng cho đồ đệ tốt của ta. Người chết không thể sống lại. Người không thể kết hôn sao? Không thể kết hôn được. Hắn ta là người kế vị đời sau của đời sau. Bây giờ tên này đã chết, là sư phụ của hắn ta, ngươi nhất định phải báo thù cho đồ đệ của ta. Này, báo thù thì báo thù, nhưng mà ngươi tuyệt đối đừng phá. À, đúng, 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 ngươi nói đúng. Đúng vậy. Mục đích của chúng ta là để báo thù phải không, chứ không phải để cùng nhau chết. Ngươi hiểu chưa, chính là ngươi mang theo những kẻ đau khổ đến đây. Ta muốn đồ đệ của ngươi, ta tự mình lên mặt đất tìm hắn ta vậy. Ngươi nói gì? Ta không ra ngoài. Không ra ngoài? Mẹ ta ơi. Vậy thì ngươi nói đi. To gan, ngươi dám nói chuyện với trưởng môn Liễu như vậy sao? Ta nói chuyện vui với ông ta mà có sao đâu. Người bình thường ai lại đi nghiên cứu chế thuốc rồi đi tìm những kẻ kỳ quặc đến đây? Ngươi biết gì chứ? Biết đâu Liễu Nhất Môn này đã truyền thừa hơn 1000 năm, nền tảng của nó vô cùng sâu dày. Loại thuốc mà trưởng môn Liễu nghiên cứu, mục đích của nó tự nhiên là để lại để đích thân giới thiệu với các vị sao? Hừm,
thực ra mục đích ta nghiên cứu nó không có mục đích gì cả. Hoàn toàn là do tình cờ. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là sau này muốn sống sót, mọi người đều không thể thiếu thuốc của ta. Ngươi giỏi quá. Ngươi thật sự là báo vệ của loài người. Ngươi thật sự quá tuyệt vời. Ta có một viên, chắc chắn sẽ khiên cổ trường tình. Ngủ mãi không thể tỉnh. Vậy cầm lấy cục viên bảo đi trước đi. Không hiểu lầm ngươi nên từ bỏ nó và đôi tay của mình. Đúng là vọng tưởng. Ngươi đứng lại cho ta. Mọi thứ của ta, ngươi là, có phải nên đợi chút không? Nếu ngươi dám đi, ta sẽ đập nát lọ thuốc yêu thứ hai này ngay bây giờ. Lúc đó, tất cả sẽ đến đây và xé nát tất cả các ngươi. Ngươi là đồ đệ của ta sao? Chắc chắn là của ngươi còn có tác dụng chứ. Ha ha ha, ta có một viên thuốc giải độc. Ta nói có ích thì nó sẽ có ích. Ta nhớ hình như đồ đệ của ngươi cũng từng nói vậy rồi bỏ chạy. Bây giờ ngươi và sư phụ ngươi cũng nói vậy. Ta không có ý đó. Không phải à? Này tên điên, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Sao ích kỷ thế? Kéo theo tất cả mọi người cùng chết với ngươi à? Sao ngươi không thể giống như một người đàn ông thực thụ, gánh vác những gì bản thân ngươi vốn dĩ phải gánh vác? Được rồi, ta đồng ý. Được rồi, đến đây đi. Này, ngươi được đấy, hắn có hẹn, còn ngươi thì không. So sánh gì được chứ, so với hắn thì ngươi chẳng là gì cả. Đây rõ ràng là đi có đi không về. Yên tâm đi, không sao đâu. Tốt lắm, tốt lắm. Vậy thì bây giờ các ngươi hãy mau chóng đi ra ngoài. Và hãy đi thật xa, nhưng cũng đừng đi quá xa. Bởi vì, ta còn muốn nhìn xem cái bộ dạng thống khổ dãy dụa cuối cùng của ngươi nữa. Ha ha ha, không tệ. Nếu ngươi đã đồng ý rồi, vậy thì hãy đến đây. Và ta cũng không bắt nạt ngươi. Ta sẽ cho ngươi phút thời gian. Ngươi cũng hãy đi pha chế thuốc. Chúng ta hãy thi đấu với nhau. Vô ích. Nếu các ngươi đã nhất quyết muốn thành phố này, vậy thì hãy trực tiếp đến đây. Ngươi đang làm gì vậy? Mẹ kiếp, ngươi mau ra đây cho ta. Cút đi chỉ có điều. Vì vậy ta phải đi trước. Muốn chạy hả? Đừng trách ta không khách sáo. Được rồi. Đừng xuống dưới đó. Con làm vậy không hay đâu. Nghe không? À, à, à. Mẹ ơi, con sáu, giấu giếm, che đậy, chỉ vì muốn diệt trừ môn vị ước, mẹ con mình không tốt, luôn luôn chỉ nghĩ đến Mạch Gia Vũ. Ở đây với Tiểu Quách rất an toàn, con ở đây trước đi. Mẹ đi tìm cách giải quyết, đừng vội, cẩn thận một chút. Vừa rồi những người đó nhìn thấy đều là đồ tốt, con suýt dọa chết mẹ rồi. Chị ơi, em đi trước đây, rồi em sẽ quay lại đón chị nhé. Chị quên rồi à, mau đến cứu em đi. Ha ha ha, Lôi Phong đây, mày dám đến đây à? Lương công tử, sao ngài lại ở đây? Ta muốn ở đâu thì ở đó. Chuyện đó liên quan gì đến ngươi? Này, ta đang ở đây, ở ngay đây. Ngươi nói to như vậy làm gì? Thảm họa ập đến ngươi cũng là một phần trong đó. Cụ ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Mỹ nhân độc ác, sao có thể vô lễ như vậy? Ngươi đang tự tìm đường chết. Nơi đây không chào đón ngươi sao? Cút ngay cho ta. Ôi chao, ngươi tưởng rằng đeo mặt nạ vào là có thể trở thành Lãnh Hồng Hạ sao? Bạn thân trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, mình không thể nói chuyện với ngươi sao? Câm miệng, nơi đây không có chỗ cho ngươi nói. Ngươi nói những lời khó nghe như vậy, có biết lý lẽ hay không hả? Mày có thể nói chuyện tử tế được không? Mày nói thêm câu nữa thử xem tao có xé rách cái miệng mày ra không? Ôi chao ôi, xé rách cái miệng tao á? Mày giỏi lắm. Thằng nhóc, trông cũng khá trẻ đấy, mà còn bé tí. Tưởng độc thân, mà đến cả người con gái cũng không có. Thôi đủ rồi, tao ra lệnh cho các người lập tức lập đội rời khỏi đây ngay. Đây là địa bàn của tao, tao muốn xem ai dám. Để nó cút đi. Tao có hai ống thuốc ở đây, tao sẽ uống một ống trong số đó, là thuốc có thể phòng ngự tà khí, rồi đập vỡ ống còn lại để thu hút lũ tay sai của âm giới. Khi chúng đến đây, xem ai trong chúng ta có thể sống sót lâu hơn. Thôi đừng so sánh nữa, ngươi cũng không thể chiến thắng. Thực sự không cần thiết. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, hãy cùng hỗ trợ tấn công. Sống tốt có phải tốt hơn không? Trịnh Lăng Phong, ngươi không phải là sợ sao? Nếu ngươi sợ hãi, hãy đến đây quỳ xuống dập đầu xin lỗi Lãnh môn chủ, cầu xin ông tha thứ cho ngươi. Đúng vậy, nếu ngươi không làm vậy, ngươi không phải là rất thảm sao? Ta sẽ không dập đầu, ta cũng không sai, ta chỉ muốn khuyên bảo ông ấy một cách tử tế. Sống tốt, cố gắng sống tốt. Hãy đi xem đi, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay bất kể ngươi nói gì, ông phải giải thích rõ ràng cho tôi ở đây. Ông già chết tiệt, ông coi tôi như kẻ thù hận à? Ông không thể bình tĩnh một chút được sao? Câm miệng cho tao. Mày mà nói thêm một câu nữa,
tao sẽ đập vỡ bình thuốc này ngay tại đây. Nhanh lên nói đi. Diệp Liên Phong, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng ngươi đền mạng la, mạng của ngươi không quý à? Đừng kéo ta xuống cùng ngươi, con tiện nhân này hiểu chưa? Bà nội ngươi, ngươi còn nhớ lời dặn của chủ nhân ta chứ? Đây, cầm lấy, ta là diễn viên, ta sẽ thay mặt ngươi chịu trách nhiệm. Ta cũng đâu có nói thế, ta sẽ cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền, tất cả ta đều cho ngươi. Ngươi là kẻ điên, có thể làm được chứ? Không được, đây là sàn nhà của ta. Ta thấy đúng vậy, ai muốn đuổi hắn đi? Lãnh chủ Lưu là một bậc tu hành cứu thế, ngươi còn dám chống đối ông ấy? Ta không quan tâm đến những thứ khác, ta chỉ biết rằng ta là Thiên Ái Minh Vương. Hiện tại thực lực của hắn yếu đuối như con kiến, lấy gì để lừa người ta? Ai sở hữu sức mạnh Hắc Ám Minh Vương? Kẻ đó chính là Hắc Ám Minh Vương Nam Cung Sơn. Ngươi muốn tạo phản sao? Ta chỉ biết rằng Hắc Ám Minh Vương thuộc về kẻ có năng lực, hắn ta là một kẻ vô năng, làm sao có gan được chứ? Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc làm gì cả. Bí mật Hắc Ám ngươi muốn cho là của riêng mình ư? Có vẻ như ngươi cũng biết, ngươi hoàn toàn không thể ngồi vững ở vị trí này. Lời này không đến lượt ngươi nói. Nữ hoàng bệ hạ, ngài cứ ở đây yên tâm. Chỉ cần ta ở đây, sẽ không ai dám để ngài rời đi. Ta muốn hỏi ngài một câu hỏi. Hai người các ngươi sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Ô Dương, Nam Cung Sơn, ta hỏi ngươi, cha ngươi đâu rồi? Ngươi vẫn còn muốn tìm ông ta à? Ngươi còn muốn làm gì nữa? Ngươi vẫn còn muốn tìm ông ta à? Ngươi còn muốn làm gì nữa? Tự nhiên là muốn dứt khoát với ông ta. Dứt khoát tốt. Ngươi đã bị tà khí âm giới xâm nhập. Không ngờ ông ta lại không hề quan tâm. Chuyện vớ vẩn này, đồ chó. Ta sẽ lấy mạng mày. Muốn lấy mạng ta ư? Ta đây nhiều người muốn lấy mạng lắm. Mày còn không xếp hàng được. Đừng có ồn ào. Thật là một đứa con ngoan ngoãn. Nhìn mày tức giận kìa. Ta thấy hai đứa mày thật hợp để làm diễn viên quần chúng. Diễn vai bồi bàn. Ta cảnh báo mày, đừng được đà lấn lướt. Kẻ được đà lấn lướt không bao giờ là ta. Lý do ta muốn tìm một người đàn ông là để tìm một chúa tể âm giới cứu người phụ nữ của ta. Nói. Hắn ta ở đâu hừng? Núi Lam Xanh. Mày có thể không? Vì mạng sống của người trên thế giới này bị âm khí xâm chiếm mà mày cũng không cứu ta ư? Ta tuyệt đối sẽ không nói cho mày biết. Hôm nay ta phơi nắng trên núi Thái Dương như một khu vườn nhỏ. Được rồi, ta biết rồi. Minh Vương bệ hạ. Vương quân, ngươi hãy giúp ta ra ngoài. Hãy yên tâm, ta đã bảo hắn tìm ngươi. Mọi người đều khỏe chứ? Mây Vương bệ hạ, bây giờ ngươi vẫn còn như vậy. Đừng ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm. Vừa nãy ta nghe ngươi nói, ngươi muốn tìm âm giới chi chủ để cứu người phụ nữ của ngươi. Nhưng bây giờ tà khí âm giới bên ngoài càng ngày càng nồng nặc, e rằng không ổn. Không ổn. Lam công công, bây giờ ông ở đâu? Cút ra đây cho ta. Đạo hữu. Làm sao ta còn có mặt mũi nào để gặp ngươi? Ta xin lỗi ngươi. Xin lỗi Linh Nhi. Càng đối kháng không nổi với nhà họ Diệp hơn. Biết rồi, bà con xóm giềng. Có người muốn cứu mạng ngươi. Có người dám tát vào mặt ngươi. Làm hại mạng người. Ta cũng biết. Cái gì? Ngươi. Ngươi đã tha thứ cho ta. Không. Ý ta là. Ta biết. Kẻ chủ mưu sau tất cả những chuyện này là chúa tể âm giới. Ta cũng biết ngươi chỉ là một con rối bị điều khiển. Hắn ta lợi dụng tay ngươi để làm những việc vô nhân đạo. Giờ đây, ta có thể tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết tung tích của chúa tể âm giới. Linh Nhi. Là nàng ư? Linh. Ta là Lâm Phong. Kỳ Lăng Phong. Linh Nhi, sư phụ đã nói với em cách thức để đánh thức em rồi. Anh không quan tâm đến bất kỳ sự tu luyện nào, anh không quan tâm đến bất kỳ cơ duyên nào trên trời dưới đất, anh chỉ muốn con được sống và trở về bên cạnh em.
nhưng ngươi phải nói cho ta biết tung tích của âm giới chi chủ. Tiểu yêu, hãy để ta quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Được rồi, con nói. Ta phải nói cho ngươi biết tung tích của âm giới chi chủ. Ta. Nói nhanh lên. Ta đang cố gắng nhớ. Đúng rồi. Vào lúc này. Chính là hôm nay. Con nhện âm giới đang âm thầm quấy nhiễu trong cơ thể ta. Nó rất đau đớn. Hắn đang vật lộn. Hắn vẫn còn do dự. Nói trọng tâm thôi, hắn ta ở trong căn nhà phi xa ở ngoại ô phía tây thành phố. Đạo hữu, xin hãy ở lại. Xin hãy cho phép tôi đi theo. Cùng đi cứu linh hồn của người con gái ngươi. Ta muốn chuộc lỗi. Ta muốn báo ân. Thái giám đới. Giờ đây ngươi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Chúa tể âm giới vô cùng mạnh mẽ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đi theo chỉ là tự chuốc lấy cái chết. Và sẽ trở thành gánh nặng cho ta. Hãy hát hỏng trong khu vườn bí mật của ngươi đi. Hãy nghĩ đến Liên Xô, hãy nghĩ đến nhà họ Tô. Chẳng phải ngươi đã hứa sẽ biến ta thành cao thủ tuyệt thế sao? Làm ơn. Đừng quan tâm đến ta. Đừng bỏ rơi ta. Được rồi, không hỏi nữa, hương khí là ngươi. Vậy thì làm sao? Linh Nhi, đừng vội, như người ta thường nói, ta không xuống địa ngục thì ai xuống? Địa ngục thả ta ra, giờ là lượt ngươi, đã đến lúc rồi, cùng nhau đi chết đi. Bây giờ ta chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Có một số sư phụ, ngươi không giết ta. Ta đã hứa rồi, không có núi. Diệp Lăng Phong, đổi lại như trước đây, ta còn tin rằng ngươi có khả năng cứu vớt chúng sinh. Mà bây giờ, ngươi chỉ là con kiến cỏ rác, có thể hủy diệt bằng một nhát dao. Linh Nhi, Linh Nhi, đừng nên mơ tưởng nữa. Bản thân có thể dễ dàng giết chết. Nhưng ngươi đã liều lĩnh xông vào Thiên Long Sơn Trang, cướp lấy cửu chuyển hoàn hồn đan, thật sự là tự chuốc họa vào thân. Ý ngươi là gì? Cửu chuyển ma hồn đan không thể cứu được mạng của Linh Nhi. Thật quá ngây thơ, cửu chuyển hoàn hồn đan này, tuy có thể thông đụng hai cõi âm dương, sinh tử, hồi sinh ra thịt, nhưng với đám phàm phu tục tử không có chút tu vi nào như các ngươi, nó là một báu vật quý giá. Còn với ta, nó chỉ là thứ để mua vui. Ha ha. Hóa ra là vậy. Ha ha. Nói cho ngươi biết, trên đời này, ma quỷ thực sự không có tu vi gì cả. Tu luyện chính là đạo trời. Tu luyện để đạt được vị trí thiên hoàng. Tu luyện sự kiên định. Ngươi vẫn chưa giác ngộ à? Giác ngộ về. Dám ngang nhiên lấy ta làm chủ thiên hạ này. Và các ngươi chỉ nên trở thành bàn đạp cho ta. À. Ngươi nghịch thiên cải mệnh. Còn ta thuận theo ý trời. Vì gia tộc Diệp ta có đạo khí vận thiên định. Vì Linh Nhi. Che giấu hiện trường.
giết người đền mạng là đạo lý tất yếu. Mày, Linh Nhi, chàng trai, một mũi kim thiên nhất sẽ khiến hắn khỏi hẳn. Ngài là tất cả. Nguy cơ quốc gia đã được giải trừ, ơn nghĩa đã trả, ta cũng nên trở về rồi.